Nhiều khi mình sống trong giây phút hiện tại mà mình quên lãng, mình không biết mình đang sống trong giây phút hiện tại. Mình đang có một người thương, chăm sóc, lo lắng cho mình mà mình không có biết trân trọng. Mình thường làm cho người đó đau khổ bởi lời nói của mình, bởi cái cách hành xử của mình. Có nhiều khi vì cái hận thù gì ba mẹ của người đó, mình làm khổ người này. Mình không có chánh niệm, mình không có rõ ràng được cái việc đó. Thì khi mà người đó chịu không nổi nữa thì người đó có thể buông bỏ mình, hoặc người đó xa rời mình, thì lúc đó mình hối hận không có kịp. Thưa đạo Phật, có một người, thưa đại chúng, có một người đặt một câu hỏi là làm sao để mình biết đạo Phật là gì và thế nào là một đạo Phật thật. Thật ra thì đạo Phật có thể gồm trong ba chữ để tôi, đó là niệm, định và tuệ. Vì vậy mà mỗi lần mình thắp hương, mình thắp ba cây. Ba cây đó có khi gọi là giới, định, tuệ. Nhưng mà mình có thể nói niệm, định, tuệ, tại vì không có chánh niệm thì làm sao mình giữ giới. Cho nên chánh niệm là chìa khóa của mọi sự tu hành. Thí dụ mình có chánh niệm thì mình biết mình phải làm gì. Hôm nay sức khỏe mình ra sao, ngày hôm nay mình có bao nhiêu việc, thì mình sẽ làm tất cả những công việc trong ngày hôm nay bằng cả cái sự quán chiếu của mình. Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo thuần túy như xưa nay mình hiểu, cúng bái, thờ phượng, van xin, đọc tụng. Tất cả những hình thức lễ nghi cúng bái chỉ là một hình thức phương tiện hầu giúp cho những người tu theo đạo Phật, đặc biệt là những người mới bắt đầu vào đạo, người ta chưa có nắm rõ được cái giáo lý thì người ta còn nương vào những cái đó. Thì tất cả những hình thức mà quý vị thấy như là tụng kinh, bái lại, cầu nguyện, tất cả những cái đó đều là phương tiện. Nhưng mà phương tiện đó để làm gì? Để dẫn họ vào cái con đường chánh niệm. Vì chúng ta thường xuyên tạp niệm, ăn thì lo từng luân việc. Thí dụ như ngồi đây suy nghĩ ngày mai làm gì, mà khi ngày mai có mặt thì chúng ta không biết ngày phải làm gì, nghĩ tới ngày mai nữa. Chúng ta thường bị rơi vào một cái bẫy là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Có một cái ông đó, ông bán kẹo, thì ông để cái bảng trước cái quán kẹo của ông là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thì mấy đứa nhỏ nó thấy như vậy, cái hôm nay nó có bao nhiêu tiền nó xài hết. Nó xài hết thì ngày hôm sau nó chạy tới tiệm ông, nó đứng nó chờ ăn kẹo miễn phí. Thì nó đứng hoài, ông hỏi các con đứng đây làm gì. Nó nói dạ hôm qua tụi con tới đây đọc cái bảng, thấy chú để là ngày mai ăn khỏi trả tiền, nghĩa là ăn miễn phí, cho nên hôm qua tụi con xài tiền hết trơn rồi, và hôm nay tụi con trở lại đây để xin được ăn kẹo miễn phí. Thì ông mới nói các con hãy nhìn cái bảng cho kỹ lại, ngày mai ăn khỏi trả tiền, hôm nay đâu phải ngày mai, ngày mai tới đi chăng, và ngày mai nữa thì lại có ngày mai nữa. Và chúng ta thường bị lừa bởi chữ ngày mai, vì ngày mai nó sẽ trở thành hôm nay, và chúng ta không bao giờ có khả năng sống nhận diện và chạm được cái gì gọi là hôm nay, cứ trông cho ngày mai. Thì làm sao chúng ta sống được với cái thực chất của đạo Phật? Bởi vì Phật nghĩa là giác, là tỉnh. Người tỉnh, người giác thì luôn luôn sống và an trú với giây phút hiện tại, vì quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hiện tại là những gì đang xảy ra, và chính cái hiện tại mình cũng không nắm bắt được. Pháp Hòa ví dụ, kỳ này Pháp Hòa qua đây tại Thụy Sĩ này 2 ngày, được đại chúng thương chăm sóc, lo lắng đủ thứ hết. Cái mình bám vô đây, năm tới qua không chừng được y vậy. Em ví dụ thôi. Ý của Pháp Hòa là cái gì nó đang xảy ra, mình đừng bao giờ dính mắc rằng mình sẽ được như vậy nữa. Vì không bao giờ cái tức khắc trong giây phút nó sẽ trở thành quá khứ. Ví dụ quý vị nói hôm nay thì cái chữ hôm nay nó liền thành quá khứ. Cho nên thời gian chúng ta không có nắm bắt được.
Mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy được điều đó, thì quá khứ không nhớ, tương lai không chờ, sống với hiện tại mà không dính mắc. Đừng nghĩ rằng tôi như thế này ngày mai tôi sẽ được. Cũng giống như là ví dụ như mình được làm lớn, mình làm tướng thì nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi làm tướng. Có nhiều khi mình làm lính mà có khi mình làm tù, tại vì mình làm lớn rồi, người khác lớn hơn, người ta cướp đoạt cái địa vị của mình thì người ta bỏ tù mình, thì từ một ông tướng có thể trở thành một tù. Quý vị thấy ông bà thủ tướng Hàn Quốc mà khi mà phát hiện ra bao nhiêu những cái sai lầm của bà thì bà phải vô trong tù, bà ở như tất cả những người tù khác, và cái chế độ ăn uống của bà giống hệt như những người tù thường dân, chứ không có cái gì đặc biệt. Cho nên cái người đạo Phật không phải là một tôn giáo tụng niệm bái lại, có, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là một phương tiện để độ và giúp cho những người bắt đầu đi vào những con đường khác. Có những người, người ta thí dụ như Pháp Hòa, ví dụ hồi nãy đi vào đây, đại chúng chuẩn bị sẵn một cái đường cho Pháp Hòa đi, thì Pháp Hòa đi thẳng rồi. Nhưng mà thí dụ lỡ bây giờ chặt hết rồi không có chỗ thì Pháp Hòa phải quẹo. Thì có những người, người ta đi bằng đường quẹo, người ta đi bằng đường ong vào. Có những người ta đi trực. Trực là gì? Những người, người ta có khả năng, người ta tiếp nhận một cách triệt để, một cách thẳng thắn. Thật ra của mình, nhưng mà mình là những người còn đủ thứ quá. Giống như bây giờ quý vị mà bệnh quá trời mà bác sĩ đưa thuốc mình không biết dám uống không, thì bắt đầu mình, bác sĩ phải giải thích, giải thích thuốc này được bào chế như thế nào, uống vào công hiệu như thế nào, giải thích nó là triết lý. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi đạo Phật có phải là một triết học không. Đúng rồi, đạo Phật có những cái triết học, nhưng mà thủy chung triết học nó cũng nói gì được đạo Phật hết. Đạo Phật là người có khả năng sống tỉnh giác, nhận biết giây phút hiện tại. Mà nhận biết để làm gì? Để sống có tuệ giác, có định. Định là gì? Là sự định tĩnh, là sự vững chãi. Tuệ nghĩa là trí tuệ. Người có trí tuệ sống vững chãi và tỉnh giác. Cho nên mình có thể nói đạo Phật trong ba chữ niệm định tuệ. Còn những cái khác là phụ thuộc. Chẳng hạn như bây giờ mình đứng lên đây mình thuyết trình nguyên một buổi về tuệ giác, thì cái đó cũng là triết học. Nó cũng là chữ nghĩa. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nghe cái đó mà không làm gì hết thì tuệ nó cũng không sinh. Giống như hồi nãy Pháp Hòa giới thiệu với quý vị cách ngồi tịnh. Quý vị ngồi được 5 phút, chà, sao yên tĩnh quá. Rồi xong rồi 2 năm sau hỏi có ngồi không? Dạ ngồi có lúc đó thôi. Lúc thầy qua thì hướng dẫn 5 phút, 10 phút thôi, về nhà mình không làm gì đó. Thì làm sao mình tiếp thu được đó? Cho nên là mình nhận cái công thức nhưng mà mình không có làm gì hết thì cái đó nó cũng có kết quả. Chữ đạo nghĩa là con đường, chữ Phật là tỉnh giác, con đường dẫn mình tới sự tỉnh giác. Khi trong gia đình của mình nó có những biến cố xảy ra thì mình phải biết, đừng có phủ nhận, đừng có chạy trốn. Bản thân mình đang đau khổ cũng đừng chạy trốn, tại vì chạy trốn mà mình vẫn đau khổ. Mà người đạo theo đạo Phật là có khả năng tiếp nhận những đau khổ trong đời mình để lấy cái định lực và lấy cái tuệ giác để quán chuyển cái đó. Ví dụ như mình nấu một nồi cơm đãi khách, dở cơm ra rồi cơm sống, không lẽ trời ơi cơm sống rồi đứng dậy la hoài. Cơm sống thì phải tìm cách bào chữa nó, xới nó lên, cho một miếng nước nữa, đậy nắp bấm nút. Còn nếu mà do để nhiều gạo quá làm như vậy cũng không được, xới nó ra một cái nồi thứ hai, cho nước vào hấp, nó loãng ra thì nó sẽ chín, chứ không phải cơm sống mà để yên đâu. Đạo Phật là phải như vậy. Cho nên mình không phải mình, ví dụ mình tới chùa mình xin thầy cầu an cho con, không phải thầy cầu mình an, chính ông thầy cũng bất an muốn chết. Thật ra mình cầu an là một cái tâm lý gửi gắm. Tôi đã gửi tôi cho thầy rồi, tôi gửi tôi cho Phật rồi, không sao. Tại vì có những tâm bệnh cần chữa cách đó. Nhưng mà thủy chung mình vẫn là một điều rằng mình làm sao cho gia đình mình được an, chứ không phải thầy cầu mình được. Mình cầu cho người thân mình siêu, mà mình có làm gì để người thân mình được siêu không?
Lúc mình sống đối xử với nhau cho tâm hồn người đó được thoải mái, được nhẹ nhàng, để họ không còn những cái gì hiềm hận trong lòng họ, thì nhất định họ chết. Thì cầu siêu cho người thân ngay khi còn sống chứ đừng đợi họ chết. Tại vì khi mà họ chết họ quá nhiều đau khổ thì làm sao họ đi được. Nếu mà ngay khi còn sống mình bảo hộ cho họ xả những tâm niệm thù oán trách, thì nhất định họ siêu. Mình khỏi cầu họ vẫn siêu. Cũng giống như cái bong bóng mà cái loại thả dây đó, cái loại mà ta bơm mà nó bay lên, quý vị chỉ cần đứt dây là nó bay thôi, mà muốn nó chìm cũng không được. Thì cái người mà họ đã nhẹ nhàng thì nhất định, quý vị thắp cây hương lên khói thì nó nhất định nó bay, mà cho thì nhất định nó tàn nó rớt xuống, chứ không thể nào cho mà bay lên mà khói thì rớt xuống hết. Vì bản chất nhẹ nó phải đi. Cho nên khi mình thắp một cây hương thì tự nhắc nhở mình nguyện để lòng như thế nào cho thanh thản và nhẹ nhàng, để nó bốc lên những làn khói và không để lòng mình nặng trĩu như những cái đám tro nó sẽ rơi xuống. Cho nên người có chánh niệm, chữ niệm là chánh niệm. Niệm là gì? Là có khả năng với hiện tại. Bởi vì tiếng Hán viết chữ niệm, chữ kim, kim là hiện tại, và tâm, tâm mà để vào cái giây phút hiện tại gọi là niệm. Cho nên không phải lâm râm cái miệng niệm, niệm lâm râm kêu tên Phật là niệm Phật. Cái đó rất là căn bản. Và đừng có lầm là khi nằm cầm xuống chuỗi, cái miệng kêu tên Phật gọi là niệm Phật. Mà niệm Phật nghĩa là tâm tư mình có nghĩ nhớ đến Phật, có nghĩ nhớ đến sự giác ngộ. Ví dụ như mình đang nóng quá, mình muốn nói một điều nặng với ai, thì mình nhớ lại là không nên nói như vậy. Lúc đó là niệm Phật. Niệm giác, Phật là giác. Tỉnh giác rồi đừng nói cái câu này. Nói như vậy là gây đổ vỡ dữ lắm. Có nhiều khi mình giận quá, mình gọi vợ bằng mày vào. Xong cái đó rồi cái anh em trở lại rồi, vợ chồng vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng mình nghĩ rằng chắc vợ mình vui ngoan rồi, mà mình đâu có biết rằng cái chữ mày tao nó đã rớt trong cái tàn trước của vợ. Rồi hôm nào khổ đau thì cái chữ nó mọc trở lên. Cho nên ngược lại, mình giận chồng cỡ nào cũng không mày tao. Tại sao cái lúc mà mình bình thường vui vẻ với anh em, mình ơi, ba nó ơi, mình có đủ chữ để gọi hết, mà thậm chí rất là ngọt ngào. Tôi xin giới thiệu, đây là nhà tôi. Tiếng Anh dịch là my home. This is my home. Tại vì đi đâu cũng không bằng trở về nhà. Đi khắp thế gian rồi đi chơi cả tuần cả tháng, hạnh phúc nhất là được bước vô nhà của mình. Vì cái đó là ngôi nhà mà mình feel, mình cảm nhận được sự đầm ấm. Ở khách sạn 5 sao vẫn không đầm ấm bằng ở căn nhà của mình. Cho nên đi đâu rồi trở về nhà là thích nhất. Vì vậy mà người Việt đã nhận chồng hay vợ mình là nhà tôi. Nhà tôi có nghĩa là chỗ khi tôi đau khổ tôi trở về đó tôi đương tự. Nhưng mà thường thường nhà tôi hay đẩy tôi ra. Đi chỗ khác chơi. Cho nên niệm là niệm. Mình thắp ba cái hương, niệm định tuệ. Nhưng mà một cây cũng đủ. Tại vì chỉ cần mình làm một việc thôi thì hai cái kia nó có một. Vì sao mình có chánh niệm được như vậy? Tại vì mình có sự định tĩnh. Vì sao mình có sự định tĩnh như vậy? Tại mình có tuệ giác. Chữ tuệ là trí tuệ, nó khác với trí thức. Trí thức là một thứ trí tuệ do học mà có, còn trí tuệ là do tu mà có, do tư duy, do quán chiếu, do tu tập mà có. Quý vị thấy chư tổ ngày xưa các ngài giảng giải kinh sách, chú giải kinh Pháp Hoa, chú giải biết bao nhiêu bộ luận bộ kinh mà các ngài đâu có Google. Mình bây giờ muốn cái gì là cứ là trong năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Ngày xưa các ngài đâu có Google. Vậy mà tại sao kinh điển ở đâu, tuệ giác ở đâu mà các ngài chú giải bao nhiêu bộ kinh và bao nhiêu bộ luận? Bất khả tư nghị. Mình bây giờ xin lỗi, viết được một bộ sách ngàn trang cũng là chuyện thường. Tại vì cái gì đã sẵn hết rồi, chỉ cần gõ mấy chữ là nó hiện lên một đống
những cái chi tiết, những cái vấn đề chúng ta muốn tìm, rồi chúng ta sưu tầm kết hợp để làm một quyển sách của mình. Chuyện nó dễ lắm. Cái chuyện ngày xưa là chuyện khó. Nhiều lúc ông đọc một cái quyển kinh chú giải mà mình thiệt, như nhiều lúc mình giống như mình chắp tay mình đảnh lễ các ngài, mình cảm nhận được sao mà cái tuệ giác các ngài khủng khiếp thật. Nhiều lúc có một chữ thôi mà các ngài giảng ra bao nhiêu nghĩa, càng đọc càng thích, càng đọc càng thích, mà thấy cái tuệ giác của các cụ ngày xưa ăn rau không mà quá trời, còn mình vừa uống sữa bò uống sữa bò và ngủ rất nhiều, rồi tại mình ngủ nhiều cho nên mất dấu. Ngờ u ngu hỏi ngủ rớt dấu ngủ còn chữ kia. Ngủ nhiều cũng nguy hiểm lắm. Có bà hay chọc mấy chú nhỏ ngủ nhiều mất dấu. Chuyện ăn chay, chuông mỏ, cầm chuỗi, mấy cái đó đều là những phương tiện, nhưng mà không thể không có. Giống như là mình uống một chén thuốc bắc có thêm cục trần bì. Cục trần bì là một phương tiện để đưa cái chén thuốc bắc đi vào trong cơ thể. Chén thuốc bắc bự như vậy mà cục trần bì có như đây mà nó có khả năng nó tống nguyên chén nó vô. Tại vì mình thấy nó mình yên tâm, tao uống này xong tao sẽ ăn mày. Nhờ vậy mà uống chén thuốc bắc rất dễ. Vậy thì phương tiện như cục trần bì. Còn cái cứu cánh là làm sao chúng ta có khả năng sống tỉnh giác. Cái người mà sống tỉnh giác hạnh phúc ghê lắm. Ví dụ như đó, mình ở chùa 2 ngày nay là mỗi ngày mình ăn 3 cử. Và quý vị thấy 3 cử này không giống nhau, phong phú không? Tại sao mình phải nói sao đồ ăn nó giống hôm qua? Nếu vậy thì ăn hôm qua cho rồi. Thành ra cái người mà tỉnh giác là hôm nay là ăn và tận hưởng những thức ăn của hôm nay, vì hôm nay nó khác hôm qua, nhờ vậy nó mới phong phú. Rồi có nhiều vị mới nói đạo Phật Việt Nam đó, nghi lễ miền Bắc, miền Trung, miền Nam cũng có, mà nó ổn. Vậy nó cũng có cái hay của nó. Phật giáo Việt Nam rất đa dạng, có nghi lễ miền Bắc, nghi lễ miền Trung, nghi lễ miền Nam. Người có tỉnh giác là không có phiền hà gì, cái gì mình cũng có thể mình chấp nhận được. Mà bây giờ anh không chấp nhận nó làm gì? Anh có khả năng thay đổi cả 3 miền đất nước không? Không có thì tại sao không nhận một cái đa dạng của nó? Giống như mình có một đứa con hư, chửi nó, đánh nó cũng sợ. Nhưng mình ôm ấp nó, mình chấp nhận nó, dù nó không thay đổi tốt hoàn toàn, nhưng có thể cái hư của nó có chừng mực. Cái người có tỉnh giác là phải làm việc đó. Tôi bệnh quá tôi sắp chết, thôi thân này giả tạo uống thuốc chi cho nó chết cho rồi. Còn người có tỉnh giác biết rằng uống cũng chết, nhưng mà chết từ từ, chết mà dù không hết bệnh nhưng mình cũng cầm cự được cái thuốc, điều hòa được cái bệnh để mình duy trì sự sống của mình, để làm những việc khác hơn. Ai không biết một ngày mình sẽ chết, ai không biết mình sẽ già, ai không biết mình sẽ bệnh. Nhưng người có tỉnh giác không cố tình làm cho mình bệnh, cố tình làm cho mình già, cố tình làm cho mình chết. Mà sống được như vậy là mình sống với đạo Phật. Đạo Phật là một cách sống, một đạo lý để chúng ta sống, sống ngay trong giây phút hiện tại, sống với con người, sống với mọi người xung quanh, chớ không phải là đợi tu mấy chục năm rồi khi nào chết mới được vãng sanh tịnh độ. Cái chuyện vãng sanh tịnh độ là kết quả. Anh vãng sanh trong giây phút hiện tại là anh vãng sanh tịnh độ. Muốn biết cái gia đình đó tương lai thế nào, nhiều khi mình nhìn cái hiện tại họ đang sống mình cũng biết được một phần nào. Muốn biết cái người xuất gia đó tương lai sẽ ra sao thì hãy nhìn cái cách sống và cách tu của họ. Một người xuất gia, mới vô xuất gia mà không lo học, không có trao dồi thì làm sao mà có thể trở thành một người mà có khả năng tự tu thôi cũng còn khó, chứ đừng nói là giáo hóa cho ai. Cho nên đạo Phật
không phải chỉ là một tôn giáo. Tại vì tôn giáo là gì? Có giáo chủ, có thánh thần, có quan sinh, có cầu nguyện. Đạo Phật không có phải là một tôn giáo. Nhưng mà nếu mình muốn nói thì tạm thôi. Triết học phải có gì? Trình bày giảng thuyết. Cho nên đó, tại sao chúng ta có chữ khất sĩ mà thay vì tiến sĩ? Tại vì chính cái đó là cái bản chất của người tu. Có tất cả nhưng mà không có gì dính hết. Bây giờ đại chúng, ví dụ tập trong cuộc sống, hồi xưa mình qua đây hai bàn tay trắng, sau mấy mươi năm mình có, nhưng mà tất cả những cái có này nó sẽ mãi mãi không? Đó. Phải tỉnh giác như vậy. Rồi một ngày nào mình cũng sẽ trở về với cái gọi là không có gì. Mà thậm chí nhiều khi mình đầu tư, mình làm ăn bị người ta gạt gẫm, hay công ăn việc là mình thất bại, mất hết cũng có. Trong vòng mấy năm mà mất hết sản nghiệp, mấy mươi năm cũng có. Nhưng mà buồn thôi mà không thọ. Tại vì mình biết tất cả đều là do cái duyên. Nếu chúng từ khi chúng ta không có mà cũng có, thì bây giờ chúng ta được một bài học là có rồi không. Hồi xưa không thì có rồi không. Cái bong bóng mình thả lên, nó đụng tới cái mức tột cùng của nó, nóng quá nó cũng đổ nó lớn xuống, chứ không thể nào nó bay cao hơn được. Ngày xưa có một anh chàng cũng rất là đau khổ về cuộc sống của anh, vì anh làm cái người thợ đập đá. Ông nói trời ở trên đời này, làm cái nghề mà đập đá là khổ nhất. Ước gì tôi được làm mặt trời, tại vì mặt trời tỏa nắng khắp các nơi. Thì có một ông tiên biến anh đập đá trở thành ông trời, mặt trời. Rồi thì mặt trời đang đứng như vậy, nắng chang, một đám mây bay tới che mặt trời. Anh mới phát hiện ra, ô, thì ra mặt trời cũng phải chưa phải là quyền lực nhất, thì ra đám mây là quyền lực nhất, nó che luôn cả mặt trời. Ước gì tôi được làm một đám mây. Ông tiên tọa nguyện lần thứ hai, cho là một đám mây che mặt trời. Rồi hạnh phúc quá. Nhưng mà đang như vậy thì có một cơn gió nó bay tới, thổi đám mây tan biến. Ôi trời ơi, thì ra gió mới là mạnh nhất, mây cũng chưa mạnh. Ước gì tôi được làm gió. Ông thần tội nguyện cho anh chàng này được làm một làn gió. Ôi cha, anh thổi cây, thổi mây, thổi gì cũng bay hết, mà anh thổi không thổi được núi. Như vậy mà anh phát hiện núi là mạnh nhất. Ước gì tôi được làm núi. Rồi thì cái ông tiên cho ông được làm một tảng núi bự. Tảng núi bự thì ngày nào cũng có người leo lên núi đục đá. Ôi trời ơi, cuối cùng tôi phát hiện ra anh chàng đục đá là mạnh nhất. Quý vị hiểu được câu chuyện, người có chánh niệm là khỏi cần làm gì hết, ta vẫn là ta của khổ nào. Người có chánh niệm sống, mình không có đẩy mình là ai, mình không cần phải biết mình là ai hết, mình cứ làm. Nhưng mà mình một cách rất chân, rất thật, chân thiện mỹ. Thế mình là mình, tôi vậy đó, người làm gì tôi, người ai dám làm gì đâu. Ta cũng có chánh niệm, ai dám đụng. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm, tôi là như vậy đó, nhưng mà cái vậy đó là tốt hay là xấu? Nếu mà xấu thì phải chỉnh, tốt thì phát triển hơn. Chánh niệm nó không dừng ngay chỗ đó. Ví dụ như mình thấy, như là nãy một ví dụ như đó, mình thì mới phát hiện là nồi cơm chín thì không, nồi cơm sống thì không thể nào để yên như vậy. Và chánh niệm nó cho anh biết rằng sống rồi làm gì, kế tới anh phải làm gì để cho nó chín. Chánh niệm sẽ cho mình nhận diện ra gia đình tôi đang khổ, bản thân tôi khổ, rồi tiếp tục anh làm gì để cho anh, ngày trước anh không có khổ mà lý do nào nó đi vào cái tình trạng này. Chánh niệm sẽ dẫn mình quán chiếu và soi thấy, và mình phải làm gì. Mình thấy mình ôm cái đó hoài không hạnh phúc, bây giờ mình buông thử, mình buông nhẹ nhẹ, buông từ từ. Hoặc là mình nói rằng xưa nay tôi không hề thay đổi bản thân tôi, cho nên vợ tôi, chồng tôi khổ sở như vậy, đâu bữa nào tôi thử, tôi thay đổi, tôi có làm được cho người đó hạnh phúc hơn không. Mình thấy người đó vui hơn thì biết mình đã làm đúng.
Cho nên cái người có tỉnh giác là sống mà chỉnh mình và làm sao để cho bản thân mình hạnh phúc. Một mình hạnh phúc không chưa đủ, mình phải có bổn phận. Trong kinh Phật dạy, nếu điều là gì mình làm chỉ lợi mình mà hại người thì không làm, hoặc là ngược lại mà lợi người mà hại mình cũng, mà điều đó phải có lợi mình lợi người. Còn nếu điều gì mà hại mình hại người lại càng không nên làm. Phật dạy rất là rõ. Cho Pháp Hòa xin giới thiệu thêm niệm định tuệ. Khi mà quý vị đi thọ bát quan trai đó, hay là những cái thời gian mà cúng trong cúng cơm đó, bắt cái ấn này, cái ấn tay bên tay trái mình bắt cái ấn này, quý vị nhớ cái ấn này không? Cái ấn này là ấn tam sư, ngón giữa và cái ngón áp út co lại, và sau đó mình mới để cái chén cơm mình lên. Ba cái ngọn núi này là tượng trưng cho niệm định tuệ. Và cái ấn thứ hai này tượng trưng cho cái ấn định tuệ tam muội. Tam muội nghĩa là gì? Tam muội nghĩa là chánh định. Người có chánh định thì sẽ sống được cái giây phút hiện tại niệm định tuệ. Cho nên mình dâng chén cơm này lên. Và cơm là gì? Là thực phẩm để nuôi thân. Nhớ không? Phải không? Cơm là thực phẩm để nuôi thân. Mà nếu cái thân của chúng ta nuôi bằng chánh niệm thì thân này sẽ khỏe. Mà thân khỏe thì yên ổn để chúng ta phát triển sự tu hành. Cho nên mình ba cái ngọn núi này là niệm định tuệ. Với cái định lực của mình dâng chén cơm mình cúng Phật. Cho Bồ Tát Quan Âm lúc nào cũng bắt cái ấn này. Vì Ngài có tam muội chánh định cho nên Ngài nghe rất rõ chúng ta đang nói gì. Ngài nghe rất rõ những nỗi khổ của chúng ta. Quan Âm là trở lại nghe cái âm thanh. Mình tu gì tu mà không có niệm, không có định, không có tuệ thì cái cách tu đó nó không ổn. Bây giờ cứ phóng về ví dụ, bây giờ mình chọn pháp môn niệm Phật, chọn pháp môn niệm Phật mà không có chánh niệm về pháp môn niệm Phật, giờ nào mình nên niệm, giờ nào tê chân nên đi kinh hành. Mình rất rõ về cơ thể bệnh tật của mình, tu mà không đau khổ. Chánh niệm như vậy thì làm sao mình tu có chứng ngại được. Cho nên tu thiền cũng phải có chánh niệm, tu tịnh độ cũng phải có chánh niệm, bất cứ làm cái gì cũng phải có chánh niệm. Thậm chí mình ở nhà mình sống với nhau mà thiếu chánh niệm, buồn phiền với nhau, hay là làm việc với nhau mà thiếu chánh niệm, buồn phiền với nhau là niệm định tuệ. Còn cái chuyện mà tụng kinh chuông mỏ áo tràng lần chuỗi ăn chay rồi cúng bái đều là những phương tiện tùy thuận những cái căn cơ trình độ khác biệt của mọi người mà chúng ta đáp ứng, mà cũng không ngoài đưa họ trở về từ từ tiếp nhận được cái chất liệu niệm định tuệ. Giống như quý vị nấu ăn đường muối bột ngọt, nấu món gì món dạy người ta công thức kiểu nào rồi hồi cũng nói cho miếng đường miếng muối miếng bột ngọt, có phải không? Không có món gì mà thiếu ăn không có cả. Thì niệm định tuệ tức là đường muối bột ngọt. Người mà nắm được cái công thức nấu ăn rồi, mở tủ lạnh ra, thí dụ dự trù nấu canh chua mà bây giờ mở tủ lạnh ra không có rau cải của canh chua mà có những món khác, họ không có bực bội gì hết. Cái người biết nấu ăn mà thoải mái, người ta mình đưa cái gì người ta cũng có thể nấu được. Cái người có chánh niệm là sống như vậy, hoàn cảnh nào sống cũng có thể thích ứng được và không có than trời trách đất, không có quyền rủa ai hết, mà tự nhận thấy những cái gì chúng ta đang có và chúng ta phải làm gì. Con nghe một thầy giảng là tu thì chọn một pháp chứ tu nhiều thứ gọi là tạp tu. Thưa đại chúng, quý vị đừng có bị cái chữ tạp tu này nó làm khổ mình. Tạp tu là cái gì? Có nhiều người giải thích tạp tu là tu tùm lum á, tụng kinh cũng có, niệm Phật cũng có, trì chú cũng có, không có chuyên nhất một thứ, vậy gọi là tạp tu.
Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa tu niệm Phật rồi các vị mới cấm không cho đọc kinh sách gì hết, cứ một câu Nam Mô Di Đà Phật là tới. Mình tu mà mình không có cái vị mà giảng tịnh độ, quý vị dở hết sách vở của các vị giảng tịnh độ, trích kinh Hoa Nghiêm, trích kinh Niết Bàn, trích kinh Lăng Nghiêm, trích kinh này kinh nọ để chứng minh tịnh độ của mình. Vậy thì cái vị mà giảng tịnh độ đó có nghiên cứu kinh sách không? Mà bây giờ lại nói là người khác tu tập, một cái điều hoàn toàn không có đúng trong Phật giáo. Trong Phật giáo có cái gì gọi là tập tu đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ này, thường ngày Pháp Hòa ăn cơm, nhưng mà tự nhiên chiều hôm nay mệt quá muốn ăn miếng cháo, không lẽ mới ăn tạm, ngày nào cũng ăn cơm sao mới ăn cháo? Mình có chánh niệm thì mình tự mình biết hôm nay cơ thể mình như thế nào thì mình tìm một cái món ăn khác để nó phù hợp với cơ thể của mình. Thì thí dụ bây giờ quý vị ngồi thiền mỗi đêm, nhưng mà tự nhiên mấy ngày nay mình ngồi thiền tâm bất an quá, mình chọn một cái bữa thôi hôm nay mình lại sám hối, vừa lại Phật mà vừa không có khó chịu về cơ thể, mà vừa có cơ hội thể thao thể dục, có thể mình hôm nay sức khỏe yếu kém. Nam mô quá khứ tỳ bà phi Phật, mình lễ xuống. Một thời sám hối đó nó có công năng giúp mình định tĩnh mà vẫn giữ được thời công phu của mình, chứ ai bắt mình ngồi trong một đoạn mà mình lục lên lục xuống vậy. Thà đến cái người mà có chánh niệm là người ta biết là mỗi ngày hôm nay người ta như thế nào, người ta chọn một cái phương pháp khác cũng trong cái vấn đề tu mà giúp cho người ta duy trì được sự tu hành. Thế làm sao gọi là tạp được? Thưa đại chúng, mình muốn làm cho một cái vấn đề gì nó tỏ rõ mà chúng ta không có nghiên cứu kinh điển lời Phật dạy, thì chúng ta làm gì, chúng ta biết cái gì mà chúng ta tu để nó xác định việc làm của mình? Thật ra những vị mà nghiên cứu tịnh độ, viết sách tịnh độ, chẳng phải là đã nghiên cứu hàng bao nhiêu thứ sách vở kinh điển để rồi nói được cái đó sao, mà bây giờ tới phiên đệ tử mình thì mình cấm không cho nghiên cứu kinh điển. Có một ví dụ vậy nè, ngày nào mình cũng niệm Phật, đó là cái giờ tu của mình, cái pháp tu của mình. Nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn để thời gian ra nghe pháp, đọc kinh, để nó xác định cái con đường mà chúng ta đang tu tập, nó làm càng rõ hơn cái pháp tu của mình, chứ có cái gì đâu cũng được. Quý vị qua bên nước ngoài, quý vị nghiên cứu những lịch sử của nước ngoài, rồi chừng đó mình nói ô, tổ tiên của mình cũng có những cái tương tự, vì mình biết được cái tổ tiên của mình. Hôm rồi ở bên Đức đó, không mà có nói một câu trong đạo Nho thì sách Nho hay nói: tri kim nhi bất tri cổ, phỉ tri minh cổ, tri cổ bất tri kim, vị tri lục trần. Người mà chỉ biết hiện tại mà không biết cái gì của quá khứ, cái người đó mù mờ về quá khứ. Chữ kim cổ, mình biết cái hiện tại, mình biết hiện tại mà không biết gì quá khứ thì mình mù mờ về cái đó. Mà nếu như ngược lại, mình chỉ biết cổ mà không biết kim thì mình giống như người sống ở trên mặt đất này mà chết ngắt rồi. Vị tri lục trần, chết trên, chết cạn ở trên mặt đất. Cái người mà đang sống ở một cái thời đại 21, thế kỷ 21 mà không có cái tư tưởng vẫn còn rất cổ, không hội nhập được, không hiểu được những gì nó đang xảy ra trong cái thế giới ngày nay, thì có phải là mình sống mình không phù hợp nha? Mình không có phù hợp được cái gì hết. Mà nếu như trường hợp ngược lại, sống mà chỉ biết thời đại văn minh mà không biết gì của tổ tiên ông bà mình, thì cái người đó thật là mù mờ về lịch sử, về văn hóa dân tộc, thì không có hướng dẫn được ai và không ngồi nhận. Cho nên mình rất hạnh phúc, mình rất là vui là vì mình có hai nền văn hóa. Mình vừa biết được văn hóa người Thụy Sĩ mà mình có được văn hóa của tổ tiên, rồi mình biết văn hóa Đức. Mỗi người Việt mình sống ở quốc gia nào, mình biết được văn hóa của quốc gia đó, cộng thêm cái văn hóa của mình giàu vô cùng. Trong cái đó người ngoại quốc họ không có nghiên cứu gì hết, họ chỉ biết một cái văn hóa của họ. Cho nên Hòa thường hay nói với các thầy các chú,
Mấy đứa là những người sinh trong một gia đình Việt Nam, tu trong Phật giáo Việt Nam. Cho nên Thôi dạy mấy chú những cái cổ, chẳng hạn như tụng những bài kinh cổ truyền, truyền thống, nhưng vẫn tụng những bản kinh được dịch lại sau này, để các thầy tiếp xúc tất đi bất cứ môi trường nào, các thầy cũng có thể ứng hợp. Cho nên không có vấn đề tu tạp. Mình chọn một cách mình tu mỗi ngày, nhưng sự nghiên cứu học hỏi của mình không dừng, để làm cho cái cách tu của mình càng ngày càng phong phú và tỏ rõ cái nghĩa lý. Có những điều Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa nghiệm ra, nhưng mà Pháp Hòa không dám xác định. Nhưng mà một hôm nọ, nhờ đọc một cuốn sách đó, hay nghe một lời giảng đó, một vị tổ đó, một vị hòa thượng đó nói tương ứng những cái điều mình suy nghĩ, Pháp Hòa vui dễ sợ. Vì mình nghĩ rằng từ đó mình biết rằng cái công phu tư duy tu tập của mình nó có một phần tiến bộ. Mình thấy được cái điều đó, mà mình không dám xác định là mình thấy như vậy có đúng không. Mình nhờ đọc sách, nhờ nghe văn giảng, và các ngài cho mình biết được cái tư duy đó, thì có phải là nó làm cho mình phấn chấn và cái sự tu tập của mình nó càng tinh tấn hơn. Cho nên không có vấn đề tu tập. Cho con hỏi người nữ có những nghiệp chướng gì mà tu khó hơn người nam? Thầy tự biết chứ hỏi gì. Gặp nhiều đau khổ hơn và đọa địa ngục nhiều hơn. Cái này em không có nói à nha. Còn mở ngoặc nữa, theo con nhớ là trong kinh Địa Tạng. Tội kinh Địa Tạng nghe. Thưa đại chúng, là thật sự ra cũng không cần nói nhiều, thì đại chúng cũng tự hiểu là bản thân người nữ mình có những cái chướng ngại gì trong tâm thức của mình. Mặc dù mình rất giỏi, người nữ có khả năng làm tương đương hoặc là hơn người nam, nhưng mà cái chướng ngại của mình là gì? Nói thì mình nghĩ đó, làm gì tôi có mấy cái đó, nhưng mà thật sự mình phải tự nhận cái chướng ngại đó thì mình có thể qua được. Nói vào cái chuyện ích kỷ ganh tị thôi là mình đã thấy là mình khó tu. Mình chỉ muốn thầy tôi thôi, mà thầy mà lãng hoạt là phùi cây. Thầy tôi là phùi cây. Mình sống chung á, cái người nam nó đơn, cái người nam tử nó đơn giản vô cùng, không phức tạp gì chứ. Cái tâm tư họ rất đơn thuần, họ không có nghĩ sâu nghĩ xa như mình gì mình suy nghĩ. Rồi mình cứ nghĩ rằng tôi là người linh động, nói một chút là tôi biết hết trơn. Trời đất ơi, mình tới họ biết gì không biết, một khói trật lắm. Làm bao nhiêu sự hiểu lầm, tạo bao nhiêu những cái điều mà lộn xộn. Cũng từ cái chuyện mình tự hào là mình là cái, nhiều khi mình còn tự hào nha, ông không biết được cảm giác đàn bà đâu. Đàn bà tinh tế lắm. Nhưng mà cái tinh tế đó để làm gì? Để tự làm khổ mình, làm khổ người xung quanh, hay để mình sống tốt hơn? Nếu mà sự tinh tế đó làm cho mình chuyển hóa được bản thân mình, làm cho cái hoàn cảnh nó tốt hơn, thì cái tinh tế đó tốt. Nhưng mà tất cả những tinh tế của mình toàn là những cái tinh tế rất là negative, rất là tiêu cực. Đó là một sự thật. Không có, mình không có thiên vị nói gì, nhưng mà tự mình suy nghĩ. Mình không có quyền thôi, mà có quyền cái là chết. lúc mà mình là con sen thì khác. Này là tự hỏi à, em phải tự khơi à. Quý vị biết là trong kinh còn nói nữa mà tại quả không dám nói. Trong kinh nói người nữ có 5 cái chứng mà thôi nói mất công mà không có ăn. Thank you.
Ở trong chùa nhiều khi chư tăng sống chung với nhau 100 người không có nghe một tiếng, hạnh phúc ghê lắm. Tôi với ba cô mà. Trời ơi, tôi giống như đọa xuống ba đời. Cái người nam nó đơn giản như này: con mời thầy uống nước. Thầy không uống. À, đậu hũ có các nước trong đậu hũ uống được. Ông nam kia ông tỉnh mơ à, còn gặp mấy bà nữa, coi đó coi đó. Người nam đơn giản: mời thầy nước, thầy không uống, thầy uống cho ai thì cho. Nhưng mà cái người nữ nó không phải đơn thường vậy, nó đơn ở đây hiến diễn lắm. Mà nhiều khi cái tâm của người thầy rất là đơn thuần, thấy một Phật tử thì người ta không có thì mình nhường, chứ có gì đâu. Và quý vị tập sống đơn giản vậy đi thì mình lâm nữ thành Phật trong nháy mắt. Trong kinh Pháp Hoa nói lâm nữ thành Phật trong nháy mắt. Súc sanh là một loài có thành Phật rồi, nữ là có thành Phật. Và tại sao nó lâm nữ? Lâm nữ là một con rồng cái. Rồng là một súc sanh, nữ là một giống mà có thành Phật. Vậy mà lông nữ thành Phật trong nhé. Điều đó Phật xác định. Nhưng mà ở đây nói cái tâm niệm chuyển hóa của mình, một cái chuyện rất đơn giản như vậy thôi. Mà hoặc là bây giờ người nam ta nói chuyện với nhau, cái gì ta nói rồi sao ta không có để tâm phân tích. Còn mình nghe xong á, chưa đâu, tối về ngủ gác tay lên đá. Tại sao câu đó nó được nói ngay lúc đó? Rõ ràng là có chuyện. Xong, phân tích xong rồi, nó không phải, ông biết cái gì? Lát đi ra chắc có nhờ người bảo vệ. Nhưng mà thôi, thay vì kiếm em kiếm hung thủ tờ giấy này. À, thầy Hoan Hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết trước đây vì không biết tới Phật pháp mà con đã phạm trong những năm giới cấm. Ví dụ bây giờ con quy y rồi thì con có phải con cũng đã phạm giới không? Phạm rồi thì hỏi gì nữa. Định đăng gian nè. Quy y xong xóa sổ. Thế đại chúng, những gì mà chúng ta đã phạm á, tức là đã phạm rồi thì dĩ nhiên là cái quả hay là cái gì đó, cái hậu quả chúng ta làm. Nhưng mà nó có cái công năng hay á, là thứ nhất là kể từ khi chúng ta thọ giới rồi thì những gì về sau chúng ta cố gắng không phạm. Cái thứ hai là khi mà mình đã thọ giới rồi, nghĩa là cái mình tu tập, cái trí tuệ mình phát sinh, và những gì nó xảy đến do cái quả của nhân trước khi mình tạo, mình không có mù mờ vậy đó, mà mình biết rõ đây là cái mình trả của một năm trước, hai năm trước mình làm, rõ ràng về cái đó, trả mà không khổ nào. Hoặc là bây giờ mình có cách nào đó để mình làm cho cái vấn đề nó đỡ hơn là cái người không có tu tập. Giống như mình thiếu nợ người ta, bây giờ mình có khả năng mình trả, mặc dù mình thay vì mình không có nợ thì bây giờ tiền này mình sẽ xài thoải mái ở hiện tại và về sau, nhưng mà kẹt cái còn cái mớ nợ trước, cho nên mình phải trích một phần để mình trả. Biết rất rõ cho nên không có gì phiền não cả. Cái đó người ta gọi là bất muội nhân quả, không mê lầm nhân quả. Cái người mê lầm nhân quả là than trách: trời ơi, tôi đâu có làm gì nên tội, mình không làm gì nên tội đời này, nhưng mà có thể quá khứ. Còn cái người mà rõ về nhân quả là người ta không có trách gì hết, mà người ta biết rất rõ những gì đã đến với họ. Bạch thầy, nếu nhân loại không còn lấy vợ gả chồng thì bớt đi sinh diệt,
môi trường cũng bớt đi ô nhiễm, có đúng không? Em sao quyết định được vụ này? Đạo Phật sẽ nói gì về cái nhìn của góc độ này? Thưa đại chúng, Đạo Phật không có kêu gọi chúng ta phải không lấy chồng lấy vợ. Đạo Phật chỉ dạy chúng ta cách sống chánh hạnh, nghĩa là chúng ta có quyền có gia đình nhưng không quan hệ những tình cảm dục nhiễm với những người khác để gây những bệnh tật cho xã hội, khổ đau cho mình và cho gia đình. Chứ Đạo Phật không có cấm cái vụ này. Rõ ràng là cái giới thứ năm là giới không tà hạnh mà. Chỉ duy nhất những vị nào đã chọn cho mình một con đường đi xuất gia, làm một người tu để đem cả đời mình phụng sự cho chúng sinh, thì các vị không có. Lý do vì sao? Vì các vị vướng, nghĩa là các vị còn mắc kẹt, thì cái chí nguyện độ đời của mình nó không trọn vẹn. Dù mình có khéo cỡ nào thủy chung vẫn còn cái bổn phận. Bây giờ phải qua ví dụ, cái cô đó với chú đó là hai Phật tử thuần thành của chùa. Vợ có thể đi lên chùa làm công vợ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trong cái thầm kín của người vợ vẫn biết mình còn bổn phận với chồng với con. Dù ổng dễ như vậy nhưng cũng phải lo cơm nước cho ổng, chăm sóc gia đình trước khi mình đi, chứ đâu phải ổng dễ rồi mình thả nhà như vậy. Tức là cho dù cỡ nào đi nữa vẫn còn một cái hướng gì bổn phận của mình. Dù người kia không đòi hỏi, nhưng mà cho dù họ không hỏi, nhưng mà chúng ta làm mà thiếu cái sự chánh niệm làm chừng mực, thì từ cái dễ sẽ thành một con người gắt gỏng và câu có và thường hay phiền não về cái vấn đề đó. Vì chúng ta không có chừng mực, chúng ta thấy cái dễ mà chúng ta lợi dụng, chúng ta không có chánh niệm để biết rằng mình phải chừng mực cỡ nào. Cho nên thủy chung chỉ có người không có ràng buộc thì mới có thể thực hiện được hết tất cả những chí nguyện. Chứ còn mình vướng vô một cái nào rồi thì mình phải có bổn phận của nó. Chứ Đạo Phật không có biểu là mình phải gọi là tất cả cư sĩ tại gia đều phải trường trai diệt dục hết, không phải vậy. Nhưng mà Đạo Phật chỉ dạy mình tu đừng có tà hạnh, phải tu chánh hạnh. Bạch thầy, quán thân ngũ uẩn có phải là thiền không? Dạ thiền thì có nghĩa là mình tĩnh lặng, mình soi rõ biết hết tất cả. Thì mình thiền về thân ngũ uẩn, mình thiền về vạn pháp. Chữ thiền là có khả năng quán chiếu tư duy về mọi hiện tượng, mọi các pháp. Cái thân này cũng là một pháp, cái bàn này là một pháp, cái nhà này là một pháp. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói là thị chư pháp. Cái chữ chư pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh là tất cả mọi hiện tượng sự vật, con người, cái bàn, cái ghế, cái tủ, tất cả. Cái người mà có thiền từng pháp đó, người ta thấy rõ cái cấu tạo của nó, duyên sinh của nó, và để cho người ta thoát ly đi dính mắc của nó. Ví dụ bây giờ mình quán về thân, mình thấy thân này là thân ngũ uẩn kết hợp. Sắc nghĩa là sắc thân này, nó có cái tướng, nhưng mà bên cạnh nó có bốn cái tên gọi mà không có tướng. Đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thọ là cảm thọ, nóng, lạnh, vui, buồn. Tưởng là sự suy nghĩ của mình. Hành là sự luân chuyển, diễn tiếp. Thức là sự phân biệt. Mà bốn cái này nó có trong cái thân này mà nó không có tướng. Cho nên nó chỉ có danh là sắc, thọ, tưởng, hành. Thọ, tưởng, hành, thức. Còn cái sắc là cái sắc thân, là cái mà chúng ta thấy. Cho nên sắc là cái chúng ta thấy, thọ, tưởng, hành, thức là cái chúng ta nói. Nó có cái danh mà nó không có cái tướng, cho nên gọi là danh. Nhà Phật thường gọi là danh sắc. Danh sắc nghĩa là nói gì? Ngũ uẩn đó. Danh sắc cũng là một tên khác của ngũ uẩn. Nhưng mà ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này nó phối hợp lại, nó duyên với nhau để nó duy trì được một con người đang sống. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa cầm ly nước lên, ly nước lạnh, cái tay Hòa cảm
đây là thọ đó. Rồi Pháp Hòa đưa ly nước lên một uống, nước lạnh và lạc Pháp Hòa thọ nè, phải không? Cái mình nói đấy, vậy mà tôi nhìn tôi tưởng đâu là nước gas, nước có gas. Hay là mình nhìn cái ly nước táo mình tưởng là nước bia, thì mình cầm ly nước bia lên mình uống cái thì cái tưởng nó tan liền. Cái này là vọng tưởng, nhìn nước táo mà tưởng bia, thích quá đưa vô uống thì cái tưởng về ly bia mất. Và lúc đó chúng ta phát hiện à thì ra tôi là vọng tưởng. Và chưa, nó chưa dừng đó, cái khác nữa. Quý vị thấy vậy đó. Cho nên là thiền là cái người có khả năng quán soi thấy không phải chúng thân ngũ uẩn không, mà tất cả mọi hiện tượng. Ví dụ như mình nhìn trên cái hư không này nè, mình nói hư không này là hư không, nhưng mà trong hư không này nó có không? Có cái gì? Có bụi, có những làn sóng. Cho nên đem cái máy radio ra đây, ghi điện vô là nó bắt sóng này, mặc dù không thấy một sợi dây nào kết nối này. Như vậy thì trong cái không này nó vẫn có, nhưng mà cái có này mình không thấy. Cho nên cái này gọi là gì? Diệu hữu. Hữu là có, nhưng mà có một cách vi diệu, không chạm được, không thấy được. Cho nên là diệu hữu. Thấy nó không, nhưng mà nó có. Rồi thấy cái có, nhưng mà nãy nó là không. Vì sao nó là không? Vì nó là duyên hợp. Ví dụ bây giờ có ghế, có quý vị ngồi, chúng ta trong một cái hoàn cảnh như vậy, chúng ta gọi là giảng được. Kiểu này là pháp tòa. Kêu vô quay. Nhiều hỏi dở này lên coi đồ ráp không. Mình thấy được cái thực chất của nó như vậy đó, phải không? Tất cả mọi hiện tượng tên gọi đều là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là tạm có, chứ không thật có. Hiểu được như vậy thì cái gì nó tới nó tạm dùng được, nhưng mà hãy nói rõ là biết được thực chất. Quý vị có một cái handy, cái phone tai đời mới nhất 7 plus, nhưng mà vẫn biết rằng nó chỉ là duyên sinh thôi. Nó có bảo quản 2 năm đó, đến năm 2 năm một ngày là nó hư. Cho nên khi mình xả nó, ngay khi mình xài nó là mình đã không dính nó rồi. Không dính bằng cách nào? Quán liền. 30 năm trước ta không có mi ta vẫn hạnh phúc, bây giờ 30 năm sau ta không có mi ta quá đau khổ. Không có nó một chút chịu không nổi. Mà 30 năm trước không có nó tại sao mình sống được? Vậy thì nó lôi mình hay là mình lôi nó? Thì đầu có hòa kể câu chuyện có cái ông đó ông câu cá. Ông câu cá thì không có cá, buồn ngủ, ông ngồi ngủ. Trong khi mơ mơ màng thì con cá nó cắn cái câu giật gì nè. Trời ông mừng quá trời, ông chụp sao cho nó tổng xuống nước luôn. Thì cái thằng nhỏ nó ngồi kế bên nói ba, ông đó ông câu cá hay cá câu ổng? Câu chuyện đó cho mình đó. Cái phone, cái xe, những cái đồ vật mà mắc tiền đó, mình mua nó mình xài, nhưng mà rốt cuộc đó, mình bị nó làm khổ. Nó câu mình hết thay vì mình câu nó. Mua một cái mốt 3,500, mở ra cái dĩ trọng cục găm 2 đồng, cây son 1 đồng. Mua cái mốt 3,500 để đựng những cái 1 đồng. Hết giờ chưa? Sao tối nay nó lâu hơn mỗi ngày? Xin thầy giảng ý nghĩa của cổng Tam Quan bên các chùa Việt Nam. Mình đang ở Thụy Sĩ mà. Từ đại chúng, ngày xưa chùa trên núi, phần lớn chùa ở trên núi, cho nên chùa mà đi lên trên núi mà ngay cái cổng đầu núi mình lên chùa thì nó có một cái cổng rất là lớn. Cái đó ngày xưa gọi là sơn môn.
Sơn môn nghĩa là cửa núi, cửa mà mình ngay đến núi mình bước vào để mình đi lên núi trên chùa. Cho nên cái bài tụng mà trong cái buổi sáng ấy, ngày xưa tụng là sơn môn thanh tịnh tuyệt phi ngôn, nhớ không? Bây giờ sửa lại gì quên tam môn. Tại sao bây giờ sửa là tam môn? Tại vì chùa không còn trên núi nữa, mà chùa bây giờ ở thành thị bắt đầu cất lên cái cạo ba cái cổng. Vì ba cái cổng đó là ba cái cửa, mà ba cái cửa đó là tượng trưng cho cái gì? Đó là tượng trưng cho ba pháp tu, ba cái quán của nhà Phật, đó là không, vô tướng, vô tác, gọi là tam pháp ấn. Mà nó tương đồng như cái hồi nãy Pháp Hòa nói, nếu mà chúng ta có được một cái nhìn tất cả là không, không mà cái không này không có nghĩa là không có gì hết. Nhớ cái chữ không này cho rõ nha. Chữ không này không có nghĩa là không có gì hết. Tiếng Anh gọi là nothing, không phải. Mà cái chữ không này nghĩa là không thật có. Tiếng Anh gọi là not real. Vì sao không thật có? Như cái bình hoa này mình gọi là bình hoa, nhưng mà thật sự bình hoa này do một cành hoa, một cành lá có cái bình ráp vô, chúng ta gọi là bình hoa. Dựng cái hoa này ra không gọi là bình hoa mà gọi là cành hoa. Ngắt một cái này kêu là cánh hoa, chỉ vô đây là nhụy hoa, màu hoa, mà không có cái gì gọi là bình hoa hết. Vậy thì cái bình hoa này ngay khi có vẫn thấy nó là không. Vì sao nó là không? Không phải là không gì hết mà là không thật có. Chẳng qua từ cái hoa, cái lá, cái bình, những cái không phải là bình hoa ráp lại để gọi là bình hoa. Không có một cái gì trên đời này nó có cái tên đúng của nó. Ví dụ quý vị gọi cái này là cái dùi chuông. Vì sao gọi là dùi chuông? Tại vì nó có cái dáng như vậy, rồi một cái dáng như vậy, nó nằm bên cái ông này kêu cái dùi chuông. Nhưng nếu cái cây này lọt vô một cái nhà là đó không có cái chuông gì, chài đâm tiêu. Nó đâu phải là dùi chuông nữa. Hiểu như vậy á là mình hiểu được chữ không của nhà Phật. Không, vô tướng. Vô tướng là sao? Vì chẳng qua mình gọt vậy mình kêu nó là cái tướng dụi, nhưng mà thật sự nó có dụi gì đâu, nó cũng tự chẳng sinh nó là dụi. Mình đặt không, vô tướng, vô tác. Vô tác nghĩa là vô nguyện, không có, mình không có đòi hỏi gì hết. Mà cái gì mà chúng ta có ứng dụng được thì chúng ta ứng dụng. Cái đó là tam pháp ấn. Ba cái ấn là gì? Là cái mộc. Cuộc đời bản chất nó như giống như cái mộc tròn đóng xuống là tròn chứ không thể là vuông. Thực chất của mọi pháp nó là như vậy, không có thể đổi. Thực chất của thân này, một con người này là sắc thọ tưởng hành thức, gọi là ngũ uẩn kết hợp. Nhưng không hiểu nó, không hiểu là cái này chỉ kết hợp để tạm sống. Nhớ đừng để cho nó làm khổ mình, đừng dính bận với nó. Thể mà dính bận thì trở thành ra ngũ ấm. Chữ ấm là ngăn che. Còn hiểu nó chỉ là uẩn thôi, sự kết hợp. Giống như tuần rồi có bài giải cái chữ trần với cảnh. Hiện tượng mọi thứ mình thấy nó chỉ là cảnh thôi, nhưng mà dính mắc cái gì, đau khổ cái gì thì cái đó biến thành trần. Mình thấy hàng trăm cô gái, không có cô gái nào hạp nhãn mình hết, thì tất cả các cô đó là cảnh, sắc cảnh. Tự nhiên có cái cô kia mình dính thì cái cô đó là sắc trần. Bao nhiêu tiếng nghe mình vẫn nghe, nhưng mà không có tiếng nào mình dính thì thanh cảnh. Nhưng mà khi một tiếng nào mình mê rồi, tôi chỉ mê Tuấn Vũ thôi, thì Tuấn Vũ trở thành thanh cảnh. Còn mọi hiện tượng lúc nào mà không có âm thanh, lúc nào cũng có sắc tướng, mà hễ cái gì mình dính thì thành trần, còn mình xa ra thì gọi là cảnh. Cho cái người mà sống được với như vậy gọi là vô tác vô nguyện. Mà phóng vô tác vô nguyện thì ba cửa ra vào tự nhiên. Cho nên chùa làm ba cái cổng.
Còn không thì cửa phước, cửa tuệ, rồi cái cửa giữa là phước huệ song tu. Người tu không thể thiếu phước nhưng cũng không thể thiếu tuệ. Phước huệ phải song tu, cho nên làm cửa giữa lớn hơn ngay cửa đầu. Và cửa giữa để một bảng rất to, phước huệ song tu. Hai cửa nhỏ, phước tuệ. Nếu mình chỉ có phước không có tuệ thì hưởng phước là chết. Hưởng phước không có lo tu. Mà nếu mình tu mà tu mà không có phước thì đói khổ, lạnh nóng cũng làm mình khổ. Cho nên người tu phải đầy đủ hai phước và tuệ. Cho nên Đức Phật được gọi là lưỡng túc tôn, quy y Phật lưỡng túc tôn. Đức Phật là người có đầy đủ hai thứ phước và tuệ, tôn quý trong loài người. Thì quý vị hiểu được, tạm hiểu cổng tam quan này ha. Nhớ là tam quan chứ không phải tam quan. Kính bạch thầy, mong thầy hoan hỷ trả lời cho chúng con, Phật tử tại gia có nên tụng chú Lăng Nghiêm ở nhà không ạ? Chúng con chép kinh Pháp Hoa và các kinh khác có công đức gì? Thợ đại chúng là tất cả những cái kinh có hòa trả lời hoài, mình tụng cái gì bất cứ kinh sách nào mình cũng tụng đều có. Không có cái kinh nào mà để dành riêng cho chùa mà và dành riêng cho nhà cả. Mình muốn tụng kinh gì còn khi mình chép kinh đó, cái công đức là sao? Nghĩa là khi chúng ta chép một quyển kinh nào mà chúng ta nhận được cái sự dạy trong kinh đó một cách thấm nhuần, từ đó chúng ta tu theo là cái phước chứ gì đâu. Ví dụ như quý vị chép bài sám hối, chép tới đâu thấm tới đó, chép tới đâu sám đó, đó là công đức rồi chứ gì. Cái quả của cái sự chép kinh. Con xin thầy giải thích cho con một thắc mắc. Khi một người vừa chết thì mình không được đụng tới thân xác thay đồ trước 8 tiếng, vì như vậy người chết sẽ bị sân và sẽ bị đọa địa ngục. Quý vị hiểu câu hỏi thứ nhất không? Câu hỏi là một người mới chết, mình không được đụng vào hay là thay quần áo trước 8 tiếng, vì như vậy người chết sẽ bị sân và bị đọa địa ngục. Thưa đại chúng, cái này là cái kinh nghiệm của các tổ hay là của người xưa nói. Quý vị nhớ là cái này là cái kinh nghiệm của các vị, và các vị chỉ khuyên chúng ta là có cái sự chuẩn bị hộ niệm trợ duyên cho người mất, chứ không phải là cái chuyện cứu cánh rốt ráo bắt buộc phải làm gì cả. Chữ hộ niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ, hộ là bảo hộ. Vì mình nhớ nghĩ rất rõ mình đang đi đến cái gì. Ví dụ bây giờ mình đang đi đến cái người sắp mất, thì mình không phải chỉ đứng Nam Mô Di Đà Phật gọi là hộ niệm không, mà mình hộ niệm luôn cả mọi cái vấn đề khác để cho người này có được một sự yên tĩnh hoàn toàn. Ngoài sự đứng niệm Phật, mình còn trợ duyên cho họ bằng cách là giảm đi mọi sự đụng chạm mạnh không cần thiết để giúp cho họ được tĩnh lặng thân tâm. Bởi vì cái người sắp mất thân thể rất đau đớn, tâm lý rất bàng hoàng. Mình chỉ muốn hộ niệm cho họ như vậy, chứ không có cái nghĩa là đụng vô như vậy họ đòi đi mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi. Mình gặp một cái bác đó, bác té gãy chân, bác té vừa đó gãy chân rồi, thì cả người xuống lại hộ niệm cho bác là bây giờ làm sao dẫn bác đi đây. Mọi người phải ý thức rất rõ bác này đang gãy chân, mọi sự đụng chạm mạnh phải giảm tối thiểu để bảo hộ được cái chỗ gãy đó nó không nặng nề hơn. Đó, mình nói ví dụ vậy thì cũng giống như một người mất. Nhưng mà đó là một cái sự trợ duyên của mình tuyệt đối, gọi là tương đối. Nhưng mà nếu bác sĩ hay ai đó cần vào gặp cái người khám bệnh cho cái người mất đó, mình phải để người ta làm cái công việc của người ta. Và mình chỉ có thể nói với người ta là xin nhẹ tay, chứ không thể không cho. Đừng có bị cứng nhắc cái ý nghĩa là 8 tiếng để hộ niệm cho người chết rồi chúng ta cắt đứt mọi cái sự giúp đỡ của bác sĩ hay là những cái gì cần thiết cho một người mất. Phải làm chứ,
Pháp Hòa ví dụ cái người đó họ mới mất, họ đang họ trong cái ghế giường mình, họ ngồi trong cái tư thế ngồi, thì mình phải hạ cái giường xuống rồi sửa cái người họ cho nó ngay ngắn để họ nằm, rồi chúng ta hộ niệm, chứ đâu phải họ hả họng họ chết vậy họ ngồi nghỉ thì cứ để yên vậy. Hay là cái người đang bị xe đụng ở ngoài đường đi, xe bị tai nạn giao thông ngoài đường chết chứ chả tới, để yên mọi người ngồi hết dọc đường đây niệm Phật 8 tiếng. Đó là mình cản trở giao thông. Mình phải biết cái chuyện đó lúc nào làm việc nào, nếu người đó mất ở nhà mình hay người đó mất ở ngoài sân hay như thế nào đó, chúng ta phải uyển chuyển, chứ không có cái luật nào mà chúng ta cứ nhắc như là chữ hộ niệm là mình phải hiểu như vậy thì chữ hộ niệm nó mới linh động. Trời đất ơi, người thân người đã chết, con cháu nó khóc mà không cho, nín, không có được khóc. Khóc như vậy là người chết không có được siêu. Ai nói? Phật nào nói? Tự mình đặt à? Người thân người ta mất, người ta cảm xúc không cho người ta khóc là sao? Không có một cái khoa học gì hết. Mình chỉ có thể nói các con khóc nhưng đừng có rên thì được. Người ta khóc lớn tiếng sợ người thân nó nghe, bệnh rịnh đi không được, đem chua mỏ vô ben ben khóc cho họ đi cho lẹ. Ở trong bệnh viện mà 4 người nằm một phòng, 3 người kia ta mới ngắt ngáp rồi, người này hấp hối. Hấp hối là gì? Hối đi cho lẹ. Đem chuông đem mỏ vô trong bệnh viện à. Mình mới biết hộ niệm là hộ ở đâu. Nếu mà hộ niệm trong bệnh viện thì tự phải giảm những cái đó, để đừng là mình hộ niệm cho một người này mà đồng thời phải hộ niệm cho 3 người kia nữa. Hộ niệm sao mà người này thì ngáp ngáp không đi, mà 3 người kia nói dời phòng gấp. Mình hộ niệm cho người mất mà người sống phải được hộ niệm nữa. Cho nên mình không hiểu hai cái chữ hộ niệm đó, là mình bị hai cái chữ nó làm khổ ghê gớm lắm. Cho cái người học Phật á, mà không có niệm, không có định, không có tuệ, càng học Phật càng tà kiến khổ đau. Rồi đem bao nhiêu những cái tư kiến của mình vô áp đặt cho những cái chương trình như vậy, nó trật lất hết, không có đúng cái gì của đạo Phật cả. Đạo Phật đâu phải đi dành mấy cái xác chết 8 tiếng, 10 tiếng đó. Đâu phải. Người mình còn sống đây nè, 80 tiếng không chánh niệm, 8.000 tiếng không chánh niệm, 80.000 giờ không chánh niệm, mà đợi người sắp chết ngáp ngáp rồi kiếm ban hộ niệm tới 8 tiếng. Rồi sao biết bản sanh dở tay lên mè hoài về mềm mại về kêu giảng sao đó. Rồi người ta nhìn vô đạo Phật đó, chết thì tu đi, đợi chết 8 tiếng mềm mại vậy. Quá ra mình đặt cho một cái đạo Phật như vậy. Pháp Hòa không có chống cái chuyện đó, nhưng mà mình phải nhận cái đó một cách trong sáng. Thí dụ cái người đó được như vậy, chúng ta chỉ nói là thoại tướng. Thoại tướng là gì? Là điềm lành khi mất, đủ rồi. Có cái gì mà tự hào phán phán? Mà đạo Phật mà Đức Phật tu chứng thành Phật mà Ngài còn không cho cái đó là cái gì nữa, mà bây giờ được có một chút niệm 8 tiếng rồi cái thân thể mềm mại rồi tự hào rồi la làng ra sớm lên, trời ơi Phật linh quá, mà lại giống như là nhảy disco. Người ta nhìn vô người ta thấy một cái đạo Phật nó rất là kỳ cục. Mình được quyền hộ niệm cho người khác, nhưng phải hộ niệm, phải có chánh niệm hộ niệm. Đi hộ niệm ở đâu? Hộ niệm trong bệnh viện mà, thì làm sao mình đem nhang, đem đèn, đem chuông, đem mỏ, đem cả các bàn phật chưa những được. Người ta không nói gì mà người ta khó chịu. Thậm chí cái người mà sắp mất trong bệnh viện thật là tĩnh lặng để cho mình trợ duyên, thì lúc đó tâm lý họ rất là bối rối giữa sống và chết. Mình mới vừa bước vô, chị chuẩn bị chưa, muốn ai tụng, muốn rước chùa nào, vậy kêu hộ niệm á. Tôi phải khai thị chứ,
khai thị cho người đó đừng sợ chết. Mình nghe mình phản ứng. Này, khi người sau khi chết có người thân xác mềm mại, nét mặt hồng hào như còn sống, còn có người sau khi chết thân xác bị cứng lại. Xin thầy giải thích cho hai hiện tượng. Quý vị nào muốn biết cái về gõ Google. Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Có bài giới thiệu cái bài luôn. Quý vị muốn biết cái hiện tượng đó, quý vị cứ gõ vô cái bài. Sự co cứng của cơ thể người chết. Đó là một bài viết của trường đại học Oxford bên Anh. Họ nghiên cứu về cái xác chết, họ trình bày cái bài đó. Mình đọc để cho mình lấy khoa, mình đọc để cho nó phù hợp với khoa học, rồi mình phối hợp với cái của mình nói cho người ta nghe cho nó, người ta dễ chấp nhận. Mình được hộ niệm và phải hộ niệm một cách rất là chánh niệm. Hộ niệm như thế nào mà người mất họ tĩnh lặng và người thân họ cũng cảm thấy rằng đây là một cái thời kinh mà họ giữ được cái tâm họ. Nhiều khi á, trong gia đình chỉ có một người mời ban hộ niệm, chính người kia chịu khổ, họ đâu có đồng ý. Có nhiều gia đình họ đâu có đồng ý ban hộ niệm đâu, mà giờ chuyện ba má họ, họ phải chịu tùy thuận, rồi ban hộ niệm tới mà làm càng rối. Pháp Hòa không có chống ban hộ niệm, không có chống. Pháp Hòa hộ niệm, Pháp Hòa ủng hộ. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là mình làm sao để cái sự hộ niệm của mình nó mang là một cái ý nghĩa đẹp, một hình ảnh đẹp cho tất cả những cái người mà người ta chưa có thiện cảm với mình, người ta chưa hiểu mình đang làm gì. Pháp Hòa cũng đi hộ niệm vậy. Ở bên bển là bất cứ giờ phút nào người ta gọi Hòa dẫn đi, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, mùa đông, mùa tiết, trời trơn, trời gì, Pháp Hòa dẫn đi. Bất cứ lúc nào, Pháp Hòa có ở nhà là không từ chối ai hết. Nhưng mà cái cách hộ niệm của mình là phải làm sao đến đó mà người thân người ta cảm nhận được, người ta đang cần mình, người ta mới gọi mình nửa đêm chứ. Mà lúc đó sự có mặt của mình tốt cho gia đình lắm, tại vì người ta đang chơi với, không biết phải làm gì. Và trong cái giây phút đó người ta nhớ tới mình, mình phải vui, mình phải mừng là người ta nhớ mình những cái lúc người ta đang đau khổ mình. Và mình có thể đi được thì mình đi. Đến đó tụng kinh trợ duyên cho người mất, và đồng thời sự giúp cho người thân họ sắp xếp một cái tang lễ cho nó nhẹ nhàng theo cái tinh thần của đạo Phật. Đạo Phật độ sanh độ tử, đạo Phật từ bi với người sống, nhưng mà trang rãi từ bi với người mất. Nhưng mình phải làm sao để cho người ta, nhất là các bạn, những con cháu, những người chưa có cái duyên, người ta cảm nhận được Phật pháp, người ta nhìn vô cái hình thức của mình mà người ta dễ dàng cảm nhận, và người ta có thể tiếp nối đến với mình sau đó, chứ thôi là ta đi luôn. Bạch thầy, A La Hán bên tiểu thừa có bằng thập địa bên đại thừa, tại sao bên Nam Tông ăn mặn vẫn chứng được A La Hán? Thưa đại chúng, là cái sự tu của mình nó không phải cho cái chuyện ăn. Cái ăn nó chỉ là một phương tiện nuôi cái thân này. Nhờ các vị ngày xưa người ta ăn nhưng người ta không có dính mắt gì hết. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là các vị đi xin để có một bữa ăn nuôi thân chấm hết, chứ người ta không có đòi hỏi bất cứ cái gì hết. Trong các vị không bao giờ mà đòi hỏi là ngày mai tôi muốn ăn món này món kia, Phật tử phải nấu cho tôi.
Và các vị chỉ giữ một cái tâm niệm duy nhất: đi sinh, nuôi mạng mình, nuôi thân mạng mình, xong một ngày này để mình tu. Và các vị đó tu tập thiền định quán chiếu, cho nên chứng ngộ thành đạo, chứng quả là ở cái tâm thức, chứ không phải vấn đề nữa. Mình bây giờ thôi, bây giờ mình đừng nói mình ăn chay, nhưng mà mình có bận rộn chuyện ăn chay của mình nhiều không? Nội cái chuyện mà sắm nồi sắm chảo là mình thấy một cái khổ rồi đó. Nồi riêng, chảo riêng, rồi chén riêng, đũa riêng, để vượt mệnh danh là mình ăn chay. Rồi mình đi vô trong hãng mình ăn với bạn, bữa nào mình ăn chay á, bắt đầu mình bỏ lộ chị ngồi xa xa coi chừng nước mắm nó dằn qua ấy. Ngày thường là ăn chung, mà bữa nào mình ăn chay là cả hãng nó biết trên. Rồi quảng cáo dữ lắm, từ cái cửa vô cho tới giờ ăn là ai cũng biết mình ăn chay đó. Ăn chay một cách rất là máy móc như vậy. Ăn chay là cái sự đề xướng sau này, chứ nguyên thủy thời Phật không có ăn chay. Và các vị không có bận lòng cái chuyện ăn. Các vị chỉ ôm mình bán mỗi ngày xin chủ, mà thậm chí một bát cơm về chia làm ba đó, một cái bình bát to đó về chia cho một phần mình, hai phần cho huynh đệ ở chùa. Ngày mai tới phiên mình ở nhà thiền quán, hai vị khác đi cất thực, chứ không phải là đi hết cả chùa đó. Chùa mà 50 người hay 100 người ta chia làm 4 nhóm, cứ chia ra là phân nửa. Vì một có thể là một người đi, nếu cái khu vực nó nghèo, xin bữa nào cũng đủ chia hai thì mình trữ đông chút, hoặc là một bình bát về chia ba. Vì cái chữ bát á, nó chỉ có nghĩa là những cái vật dụng chứa thức ăn theo cái sức của mình ăn, gọi là ứng lượng khí, chừa thức ăn là đủ phần của mình thôi, còn phần khác cho huynh đệ. Và ăn đủ no cái bụng, và các vị trộn rộn vô hết, chứ cũng không có ngồi như mình đâu. Này, nấm bào ngư mình lựa dữ lắm, rồi mình còn đặt tên rồi mình đủ thứ. Chứ còn các vị ta đơn giản là, cho nên cái sự chứng quả của các vị đó là sự tu tập, chứ không ăn nữa. Còn ông nào muốn biết là Hán với Bồ Tát, tại vì Pháp Hòa ông đã nói cái này nhiều, là gì, cái vấn đề này là phải một bài nói chuyện, chứ không phải một hai câu mà giải thích quý vị hiểu hết. Hôm nào có sao nói cái gì đó, giữa khác biệt giữa Bồ Tát và nó có 10 cái khác biệt. Kính bạch thầy, con xin đại diện cho tất cả Phật tử tham dự khóa tu học 2 ngày tại chùa Linh Phong Luzon, Thụy Sĩ. Xin thầy hoan hỷ cho chúng con thêm cơ hội được đón thầy quan tâm đến Thụy Sĩ, để chúng con được thụ hưởng pháp thoại của thầy. Biết nói gì đây? Con đã quy y Tam Bảo 4 năm về trước mà thầy truyền giới không cấp passport. Nay con muốn được thầy cho con cuốn passport về giữa pháp nhân. Dạ được chứ. Muốn thích thì chiều. Thưa đại chúng, là thí như cái cuốn sổ mà nói, chỉ là năm giới trong đó. Quý vị đã quy y rồi, nhưng muốn biết cái giới đó một cách tinh tường hơn, đầy đủ hơn, quý vị có thể xin một quyển về để thường xuyên đọc, để mình biết mà hành trì trên vẫn giữ như ngôn vị Phật tử này. Cứ lên lát về chùa cũng được, giữ pháp danh, giữ tên hết, lấy cuốn sổ về để mình biết thêm cái giới mình tu tập. Mỗi khi con nhắm mắt niệm Phật, con cứ thấy hai bên chấm đen trước mắt con. Con không biết đó là hiện tượng gì. Hai cái chấm đen đó là hai cái chồng chứ gì. Hai chồng mươi á. Nhắm mắt là thấy hai con mươi là thấy rồi. Cuộc sống nhiều khi nó đơn giản vô cùng.
mấy đứa nhỏ nó hay hỏi Pháp Hòa một câu, lúc đó mà đi giảng mấy cái trường trung học đa phần là gặp cái câu hỏi này: tại sao thầy cạo đầu? Bây giờ mình nói sao cho nó hiểu đây? Tốt nhất là để Hà tiện xà bông. Chứ tôi nói làm sao mà nó hiểu là tóc là phiền não rồi. Sao nó hiểu nổi cái đó? Đơn giản đi. Thưa đại chúng, mà khi mình ngồi thiền á, bất cứ cái hiện tượng gì, thấy Phật, thấy bay, thấy ngứa ngáy, thấy gì đó, tất cả những cái đó đều là những, nó thuộc về sắc, thọ, tưởng, nó biến hiện ở trong khi mà chúng ta đang ngồi tĩnh. Đừng có dính nó, đừng quan tâm nó, và đừng để nó trở thành một cái chướng ngại của mình. Ở đời mình nó có hai thứ, một đó là chướng nạn, hai là chướng ngại. Cái gì nó trước mắt mình đi không được, mình bước xuống mình bưng nó qua, cái đó là chướng ngại thôi. Nhưng mà cái gì mà mình không vui mà để trong lòng, rồi từ đó nó cản trở mình bao cái thứ khác, đó là chướng nạn, đó là một cái nạn của mình. Cái chướng nạn là cái mình để bên trong, chướng ngại nó cản trở mình giận mình. Cho nên khi mà ví dụ bây giờ mỗi người ngồi thiền nó có một cái, cũng giống như trong cuộc sống của mình hay nói tôi cái gì cũng được, có cái tật tôi bỏ không được, thì cũng giống như mình tu, thỉnh thoảng có những cái hiện tượng nhưng mà từ từ nó sẽ hết. Cái quan trọng là mình đừng quan tâm đến. Không phải cái chuyện đó không, có nhiều khi tự nhiên mình nhớ cái gì đó, gọi là mình bật khóc trong khi mình ngồi thiền cũng có. Nhưng mà tất cả những cái đó nó chỉ là những cái hiện tượng. Vì khi tâm mình ở một cái trạng thái định tĩnh thì những cái khác nó lăn tăn nó đi lên. Vậy thôi à, không có gì hết. Kính thầy, mọi thú vật có thể tái sinh từ một kiếp người vào đời này, vậy có thể vì thương nó xin thầy quy y cho nó được không? Dạ được chứ, mà cô không cần có quà quy y cho nó đâu. Quý vị quy y cho nó đi. Thí dụ con vật, con thú mình nuôi như con mèo, con chó nhà, những lúc mình ôm đó, mình đựng đó, mình khai thị cho nó, mình nói với nó. Mà không phải nói một lần, những lúc mình ngồi mình chơi với nó, mình nói. Khi nào ở nhà tụng kinh, con nhớ nghe kinh, mình nói nó hiểu. Tại vì thường ngày quý vị nói những thứ khác nó vẫn hiểu mà, kêu nó ngồi nó ngồi, kêu nó đứng mà. Thì bây giờ mình nói, mình khai thị Phật Pháp. Theo Phật giáo thì người mất sau 49 ngày sẽ tái sanh. Nhưng con có một câu hỏi, tại sao người thân đốt giấy vàng bạc và chùa lập bàn thờ vong, những hành động này có mâu thuẫn không? Dạ thưa không. Cái vấn đề đốt giấy tiền vàng bạc đó, nó không phải của mình, nó không phải của Phật giáo, nó là của tín ngưỡng nhân gian. Mà thật sự là ngày xưa các vị đã bày ra cái đó để cứu vãn tình thế. Pháp Hòa đã kể một vài lần cái việc này, lý do nào mà mình có vấn đề đốt giấy tiền vàng bạc. Người xưa người ta giàu lắm, người ta mua ở, người ở chứ người ta không có mướn. Ví dụ như nhà nghèo bán con cho họ, cho người con đó ở đợi gia đình đó, thì cái ông chủ mà ông chết đó, thì chôn sống luôn một cái người làm theo, với cái ý nghĩa là đi hầu họ. Thì các cổ mới thấy cái điều đó nó bất nhẫn quá, cho nên các ngài mới bày ra, các ngài mới nói với các ông nhà giàu, mấy ông đem tiền của chôn chung với cái quan tài á, bị người ta đào mồ cuốc mã, người ta lấy của, mấy ông đừng có làm như vậy. Rồi mấy ông chôn sống một người cũng không nên, mấy ông phải nên làm một cái hình động bằng giấy đốt đi, để nó theo nó hầu người thân mình, và đừng có chôn đồ thiệt, chôn đồ giấy á, chôn đồ thiệt thấy không, bị người ta đào lên. Rồi một mặt các ngài đi tới nhà nghèo, dạy cho những nhà nghèo làm thủ công, in tiền giấy, làm hình giấy để bán cho nhà giàu lấy tiền sống. Nhà giàu thay vì chôn sống người ta,
thì mua cái hình bằng giấy này đốt để mình cứu được một người sống mà cứu được luôn những gia đình nghèo. Đó là cái phương tiện rất là tinh vi và rất là thiện xảo của chư tổ ngày xưa, giúp đỡ người giàu lẫn người nghèo. Người giàu có của thì không bị đào mồ cúc mã sau khi chết, mà lại lấy tiền của giúp đỡ cho những người nghèo có được sự sống. Quý vị hiểu ý, là từ đó nó lan truyền tới bây giờ. Chứ ai ở đó đâu mà hưởng cái gì mà cúng mà đốt. Cho nên cái vấn đề đốt với tiền nhà bạc nó không có liên hệ gì nó đậu vào hết á. Bây giờ mình muốn đốt cho yên lòng, đốt chút chút thôi, đừng đốt nhiều. Mà thời buổi bây giờ đó, đưa đồ nó nặng, đưa đô nó nhẹ. Đốt chi nhà cửa rồi, đốt chi vậy? Đốt xuống dưới ở, đốt xuống dưới ở. Mà lên chùa cầu siêu hỏi chi vậy? Cầu cho lên trển. Mà mình cầu lên mà mình đốt xuống thì nó trật rồi, cho nên khỏi đốt gì hết. Thì cái đó là Pháp Hòa giải thích là gì, nó có cái nguyên do của ngày xưa. Rồi cái vấn đề thứ hai là tại sao trong chùa lập bàn thờ vong, mà thậm chí trong gia đình mình lập bàn thờ tổ tiên? Cái này nó khác à, cái này cái ý nghĩa nó khác. Vì chúng ta thờ cúng đây không phải là thờ cúng cái người chết không, mà chính chúng ta đang thờ một cái văn hóa đẹp của ông bà tổ tiên. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ nếu ông bà chết xong mình đem hình mình cất, đời mình còn nhận cái hình đấy là ai? Nhưng mà đời cháu mình nó biết người này là ai mà nó biết. Cho nên mình để bàn thờ, khi nó lớn lên nó gặp, nó hỏi bà ơi ông này là ai, thì mình chỉ ông này là ông nội con, ông ngoại con. Thì từ đó cái hình ảnh đó đi vào trong cái tâm thức nó. Như vậy theo cái phong tục của người Việt, cái bàn thờ tổ tiên đó là một cái bàn thờ truyền thống văn hóa, chứ không có ông bà nào ở đó. Chúng ta cúng dỗ cũng không phải cúng cho ông bà, mà chúng ta đang cúng cho chính chúng ta và những cái đẹp của dân tộc, của gia đình của chúng ta. Nếu không còn cái đó nữa thì tất cả sẽ mất. Bằng chứng quý vị thấy tại sao những cái người ngoại quốc họ vẫn có những ngày lễ cha, lễ mẹ, lễ thầy giáo vân vân. Tại sao? Vì không có những cái lễ đó là chúng ta quên hết. Mỗi một năm nhắc nhở một lần để tưởng nhớ. Thì dân tộc Việt Nam mình có một truyền thống là cúng dỗ. Trong khi đó phương Tây ăn sinh nhật, mỗi năm ăn sinh nhật. Phương Đông không quan trọng sinh nhật, mà phương Đông quan trọng ngày chết. Vì sự chết là chấm dứt, mà nếu không tiếp tục nó chấm dứt. Còn cái sống này nó đang sờ sờ để rồi, và có ăn sinh nhật đi nữa, 80 năm là chấm dứt không ăn nữa, 90 năm là chấm dứt không ăn nữa, người đó chết là chấm dứt không ăn nữa. Nhưng mà chết rồi mà không cúng thì coi như là không còn gì. Như vậy thì cái chữ cúng là gì? Là cung cấp dưỡng nuôi. Người chết không cần, mấy chục năm rồi không cần cung cấp dưỡng nuôi gì nữa. Nhưng mà chúng ta đang cung cấp dưỡng nuôi con cháu mình cái truyền thống đẹp này qua cái hình thức cúng kia. Mà khi chúng ta nhận được rằng cái hình thức cúng kiến này là sự duy trì, một sự tiếp nối đẹp, thì chúng ta làm mà không sợ ai nói mình mê tín. Với điều kiện là chúng ta phải làm cho nó đẹp, nhẹ nhàng chứ không rườm rà. Ngày xưa Việt Nam mỗi một lần cúng dỗ mấy mâm cơm? Một mâm cúng đất đai gọi là trình thổ địa thổ công, xin cho ông bà về nhà ăn cơm. Một mâm cúng cho các việc vị tổ tiên, một mâm cúng cho đương sự ngày hôm đó, sơ sơ phải ba mâm, chưa nói là chè cháo, bánh trái lên cúng Phật vân vân. Mình làm như vậy bây giờ nó nhiều quá, các con mình làm không nổi. Quý vị đơn giản một ngày thôi. Ví dụ bây giờ mình quá nhiều dỗ nên tổng hợp lại một ngày dỗ chung gọi là ngày hiệp kỵ. Cái quan trọng là mình biết cách làm cho nó gọn lại mà không mất ý nghĩa. Cũng giống như bây giờ mình qua đây rồi để tang, đâu có mặc quần mặc áo gì nữa đâu, nhưng mà chỉ duy nhất giữ một chiếc khăn tang trên đầu thôi. Vì quan trọng là cái mảnh khăn tang bịt trên đầu để đội cái ơn mà mình đã nhận từ người đó trong suốt bao nhiêu năm qua. Và bây giờ đây là cơ hội cuối cùng để mình nói lên cái ơn đó, mình phải đội chiếc khăn trên đầu. Nội dung là như vậy, còn hình thức thì chúng ta uyển chuyển tùy nghi,
theo cái hoàn cảnh ở cái xứ này, ai đâu mà phải quần váy áo cho mặc, ai đâu mà làm mấn làm mũ cho đội, ai đâu mà chú tre chú cây mình cho cầm, phải không? Thành nữ ra những cái đó chúng ta lược bớt mà không mất ý nghĩa. Vậy thì cái chữ cúng là cung cấp dưỡng, dưỡng là dưỡng nuôi, cung cấp dưỡng nuôi. Và cung cấp dưỡng nuôi như thế nào để cho con cháu mình nó vẫn tiếp tục, khi mình mất rồi nó vẫn tiếp tục, cái đó quan trọng. Bây giờ phải lo liền đi, thay vì một năm nắm 7 cái giỗ tự mình cúng, nhưng mà chọn một ngày giỗ chung gọi là hiệp kỵ, tất cả con cháu về hết để giữ cái ngày. Quý vị chọn cái ngày lễ nào thuận tiện cho mấy em nghỉ làm cũng được, chẳng hạn như lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, nó phù hợp với phương Tây. Lễ tạ ơn của phương Tây thì mình tạ ơn ông bà tổ tiên, mình tổ chức cái ngày cúng này. Thưa thầy, thầy vừa giảng hôm nay về tam môn, tam pháp ấn, công vô tướng, vô tác, nhưng đến giờ con chỉ biết tam pháp ấn mang ý nghĩa không khổ vô ngã. Vậy trong đạo Phật có nhiều tam pháp ấn hay sao? Dạ thưa, tam pháp ấn có nhiều cách giải thích. Có khi không vô tướng vô tác, còn như trường hợp này là vô thường, khổ vô ngã. Nói chung là tuy rằng nó có khác, nhưng mà về cái mặt nghĩa thì nó không khác, chữ nghĩa nó có thể khác. Thí dụ như mình nói vô thường, khổ, vô ngã cũng là ba cái ấn mà chúng ta cần phải xác định mọi hiện tượng. Vô thường bản chất nó là khổ, bản chất nó vô ngã. Và chúng ta cũng thấy được là không vô tướng vô tác, vô tác tức là vô ngã. Mà chúng ta không thấy nó vô thường thì chúng ta khổ. Cho nên hai cái tiêu chữ nó có khác mà nó không khác. Một cách chúng ta giải thích là không vô tướng vô tác, hay là vô thường khổ vô ngã, nó đều giống nhau. Câu hỏi cuối cùng, thưa thầy cho con xin được hỏi, Phật tử chúng con có nên tụng kinh Địa Tạng tại gia không? Vì chúng con nghe quý thầy giảng khi tụng kinh Địa Tạng thì sẽ có nhiều người âm đến nghe kinh, như vậy mà không biết tụng đúng và hồi hướng để người ta đi thì sẽ ảnh hưởng đến CS là cái gì? À, cuộc sống. Trời ơi, mới đọc được cái chữ kia. Cuộc sống mà để CS là em tưởng chữ kia nó cái gì ảnh hưởng đến. Của gia đình, vì người ta sẽ phá mình, có đúng không vậy thầy? Em đâu có xúi ai phá đâu mà em biết. Thưa đại chúng, không có cái việc này đâu. Bây giờ Pháp Hòa mới nói cho đại chúng nghe như vậy nè. Mình mở kinh, âm nó vô nghe, bộ mình mở nhạc không âm nào vô. Mà rõ ràng mình chưa âm nhạc mà, mình mở nhạc âm còn dữ dội nữa. Trời đất ơi, nói như vậy mà nghe được. Mở kinh sợ âm vô nghe, mở âm nhạc không âm nào vô. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ không có ông A nào nghe kinh nữa, toàn khoái nhạc không lại vô, mình làm gì cho nó đi? Không lẽ nghe nhạc xong nguyện đem công đức nghe nhạc này, các linh nghe xong đi giùm con. Rồi bây giờ thầy nào mà chỉ cho mình vậy sao không hỏi luôn cách hồi hướng luôn. Chị nói mà không chỉ cách, chị biểu ta đừng làm mà không nói lý do. Mà làm gì có cái chuyện đó. Bây giờ có một ví dụ đi, một người nào đó người ta mở cửa, ta vô, ồ trong này đang giảng kinh hả, để tôi vô nghe. Nếu mà là một cái người du côn du đảng, một cái người gì đó họ vô đây họ đòi nghe kinh, mình cho nghe không? Phải cho chứ. Vì họ nghe, họ nếu mà họ chuyển hóa thì tốt quá, chứ có gì đâu được. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ một điều là mở kinh sợ người âm vô, rồi tất cả những âm thanh khác nó không vô à. Như có một người đã hỏi á, đi hộ niệm đám tang trong nhà hoàng
xong rồi không được lái xe về nhà liền, phải ghé vô một công viên, mở cửa ra để con ma nó xuống. Pháo Hòa mới hỏi: nếu mình đậu xe mình biểu nó xuống, không xuống mình làm gì? Mà mình làm như con ma nó ngu lắm vậy. Đậu vô công viên rồi mở cửa biểu nó xuống. Trời đất. Rồi bây giờ lại chú nghĩ cái đó có phải một dạng tài kiến không? Rồi cứ đem mấy cái đó gắn vô cho đạo Phật. Thành thử ra bây giờ đạo Phật nó thành ra một số những cái cửa sổ, mà nó không có cái nào ra cái nào hết. Đạo Phật đâu phải vậy. Đạo Phật không có cái. Bây giờ mình mở kinh để mình nghe, mình thấm nhập, mình chuyển hóa. Người sống mà còn tu được thì uống chi con ma nó không tu. Rồi bây giờ đuổi con ma thất tình mà trong nhà này mình mở một người đi với một người, con ma đó nó nghe nó khoái quá, nó vô thở luôn. Không chừng nó vô nó quả theo, nó nói một người đi với một người hát yêu. Không có nên nghe những cái lời người ta nói. Nó không có một cái gì mà nó rõ ràng. Bây giờ họ không hồi hướng đúng cách, vậy thầy chỉ cho con hồi hướng đi. Mà bây giờ một người mà người ta nghe kinh mà người ta tu, mắc cái nhiễm được. Mà hơn nữa đó, cái vấn đề thật sự để mình nghe kinh tụng kinh là cho chính bản thân mình thấm nhập, mình xót. Rồi kế đến là những đâu phải người âm, chư thiên. Thí dụ chư thiên, bây giờ nếu mà mình nói là nếu mà trong mình tin rằng trong cái thế giới này có những người âm xung quanh, ngay giây phút này có họ không? Có. Ông chừng không cũng cười hả hả như mình. Đó sao trong đó không? Cho nên Phật tử mà không có học Phật á, không có nghe pháp á, hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cái này ở trong kinh Niết Bàn đó. Pháp Hòa sẽ trích một đoạn kinh đó nói cho đại chúng nghe. Một cái người là một cái người xuất gia, mình có cái bổn phận hướng dẫn cho Phật tử, mà nói toàn là những cái điều mà mê hoặc, nó không có sự thật như vậy, tội nghiệp chứ. Có kinh mà Phật khổ nói, không có cuốn kinh là nói mấy chuyện đó, toàn là mình nghe mấy vị nói không, tự suy diễn là tự nói, mà có xác định đó. Phải chi trong đoạn đó thôi, xin lỗi, nhiều khi kinh nói mà mình còn phải tư duy nữa, chứ còn không phải nói là mà phải nghe đâu. Cho nên Phật nói điều nào cứ nói, không phù hợp các vị bỏ mà không có bỏ. Cho nên Phật nói rồi, tôi thuyết pháp 45 năm nhưng tôi chưa hề nói một lời nào. Tại sao vậy? Tại vì Phật sợ mình bị dính đó. Nhiều khi Phật nói cái lời đó, nó chỉ phù hợp với thời đại đó, con người đó, ngay lúc đó thôi. Mà nó không phù hợp với bây giờ, mà mình dính vô cái đó, mình đem ra bây giờ là nó trật. Thật sự là tại sao trong kinh không nói là ngày, tháng, năm, sanh gì hết, mà trong kinh chỉ dùng một cái từ chuyên, một cái từ không dùng thôi là lúc mấy giờ. Tại sao không nói ngày, tháng? Tại vì sao? Vì tháng nào cũng không đúng mà ngày nào cũng trật. Này, ngay trong giây phút này mình ngồi đây là 9 giờ 10 phút tối. Ở Việt Nam giờ khác, Canada giờ khác, Mỹ giờ khác, giờ nào nói trúng mà nói. Mình ở đây đang là mùa hè thì bên Úc đã là mùa đông. Thời tiết nói sao đúng mà nói. Cho nên trong kinh không nói ngày nào hết, mà chỉ nói lúc bấy giờ. Nói cái nào cũng trật hết. Thời gian không gian không có nào nó đúng hết. Mà chính nó không đúng cho nên mình nói cái nào nó cũng
Bây giờ mà nói cho cùng ra, cái chân lý, cái đạo lý mà nói là đã trật rồi. Bởi vì cái chỗ đó chỉ nhận mà không thể giảng. Mà bây giờ chúng sanh còn phải nghe để hiểu thì tạm thời dùng ngôn ngữ để phân tích, chứ mở lời mà nói là nó kẹt, gọi là ngôn ngữ đạo đồ. Một câu nào mình nói ra là mình đã lìa với cái chân lý rồi. Uống chi mình nói những điều mà nó rất là tà kiến luôn. Rồi bây giờ mình đem gắn vô cho đạo Phật mà nó khổ một cái. Cái gì mà thấy có nhang có đèn là của đạo Phật hết. Cúng tam tai ngoài đường nó cũng nói của đạo Phật. Nó mua mấy cái giấy nó đốt nó cũng đạo Phật. Cho nên đạo Phật bị rất nhiều những cái nạn. Chứ Phật tử mình phải chịu khó nghe pháp, nghe xong rồi thanh lọc. Có thể bài giảng đó thầy đã nói những cái gì nó phù hợp, mình thấy thích đúng thì gọi là ứng đúng và mình theo. Còn cái đó không phải cũng không có gì quan tâm, mình có quyền thanh lọc. Ngay cả lời Đức Phật nói mà quý vị đọc trong kinh Kalama, những gì thánh nhân truyền lại quý vị cũng khoan tin mà hãy suy nghĩ kỹ. Sách vở người ta để thiệt lâu đời cũng khoan tin, thậm chí lời tôi nói quý vị cũng khoan tin. Và quý vị phải suy nghĩ cho kỹ lời nói đó nó có phù hợp hay không. Đức Phật còn giải pháp của Phật như vậy. Và Phật nói giáo pháp của tôi mà quý vị không biết đó, mà ứng dụng trật đó, cũng giống như là bắt con rắn mà không biết bắt đó, nó sẽ quay đầu lại nó cắn mình. Đức Phật nói vậy. Người bắt rắn phải bắt ngay cái đầu rắn, chứ không thể chụp cái đuôi rắn, vì chụp cái đuôi rắn mà nó quay lại nó cắn mình. Học giáo pháp của tôi cũng phải như vậy. Giáo pháp của tôi mà quý vị không biết học thì quý vị cũng sẽ tự làm khổ. Đức Phật đã dặn mình như vậy, ngay lời dạy của Phật. Tại có những cái có thể là nó không còn phù hợp, hoặc là nó phù hợp với người này mà nó không phù hợp với người kia. Ví dụ như bây giờ trong cái quyển nghi thức tụng niệm để đó, nghi thức công phu khuya khởi sự từ 4 giờ sáng. Hai sư cô ở nhà muốn tụng mấy giờ tụng, còn quý vị không tụng được tại vì gia đình mình còn đi làm. Có những người con đi làm 3 giờ sáng mới về tới nhà, nó mới vô nó nằm được có 1 tiếng này, là mình bắt đầu công phu khuya rồi, nó trong nó cong lưng nó chịu trận. Thật ra mình phải biết cái đó chỉ là một cái nghi thức soạn để thành cái vàng để cho người ta đưa, nhưng mình phải uyển chuyển mình. Vì những cái gì mà chưa ai hiểu thì buộc lòng nó phải có một công thức đúng liều lượng. Nhưng mà quý vị đã nấu ăn giỏi rồi, quý vị đâu cân đâng đi cứ đo đường đó muối chi nữa. Nhìn cái nồi là biết sẽ bao nhiêu muối. Mình chưa biết thì mình phải đo, phải cân. Hiểu rồi thì không cần nữa. Thì Phật pháp cũng giống vậy. Đâu phải cái nghi thức người ta soạn vậy phải tụng y vậy mới gọi là linh. Hồi nãy có một Phật tử mất ở trong bệnh viện á, mời quý thầy quý cô vô tụng kinh, hẹn xong giờ cơm đi trên đường kẹt xe mà không vô lọt cái chỗ nó dùng, nó cứ gắt nhau chỉ có 5 phút nữa thôi mà đi hoài đi không tới. Cuối cùng tới là sắp hết giờ, người ta phải biểu mình đi ra vì hết giờ rồi, người ta phải đưa cái xác đi. Thì Pháp Hòa tới vừa kịp lúc còn chút thì thôi mình tụng kinh. Tụng xong cái ra một sư cô, thầy làm bỏ ghê. Pháp Hòa nói hết, cô muốn Pháp Hòa tụng tiếng cũng được, nhưng mà tụng xong nó chấp tay nó làm ơn đi dùm. Dòng kia chưa đi mà tiễn dòng này chưa tiễn dòng. Mà thiệt, mình mới vừa ra là họ tới, họ đóng cửa, họ làm công việc của họ liền. Mình phải hiểu nghi lễ là của mình chứ không phải của Phật. Phật không có làm nghi lễ, nghi lễ là mình làm. Mình đã làm soạn nghi lễ thì mình tùy duyên gia giảm theo gia đình thời. Cho nên biểu Pháp Hòa cho một cái nghi thức cúng, Pháp Hòa không có. Bởi vì đi đến đám tang á, hễ ông chồng mất có bà cúng theo ông chồng mất, bà vợ mất có bà cúng theo bà vợ mất, cháu chắc mất có bà cúng theo cháu chắc mất. Mà gia đình không hiểu đạo mình cúng kiểu khác, gia đình hiểu đạo cúng kiểu khác, có bà không có cái nghi thức. Nhưng mà tới gia đình nào mình nhìn vô gia đình đó họ như thế nào
mình tự mình linh động cái nghi lễ trong đầu. Mà cái quan trọng là cho họ hiểu được cái ý nghĩa tại sao phải quỳ cúng, chứ không thôi nó quỳ mà nó khổ lắm. Có một lần có cái đứa nhỏ nó quỳ nó khổ, nó nhăn nhó tùm lum. Pháp Hòa nói câu: cha mẹ nuôi mình mấy chục năm khổ còn hơn một giờ quỳ. Một giờ này mình quỳ so với mấy chục năm cha mẹ nuôi đâu là gì đâu. Quán như vậy thì sẽ thấy không có đau nữa, thì nó quỳ là bình thường. Còn có nhiều người quỳ mà khổ quá rồi nó thôi lên ghế ngồi đi cho nó khỏe, chứ nó quỳ mà nó không hạnh phúc. Cho nên trước khi mình tụng kinh mình phải giảng, giảng cho hiểu tại sao có cái lễ đám tang này, tại sao phải cúng dày 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 cho nó hiểu. Cúng đơn giản thôi, cúng ngắn gọn cũng được, mà tụng sao mà cho người nhà ta hiểu được đó. Cho nên nghi lễ không phải Phật làm, mình làm cho Phật, mình tự tạo ra một nghi lễ cho Phật, thì chúng ta có thể gia giảm để cho cái lễ nghi đó rất phù hợp. Mục đích của mình đến đây để làm gì? Có phải độ sanh độ tử không? Thì hãy làm cái mục đích này cho đúng nghĩa. Dạ mô Phật, thầy cho con xin hỏi được. Dạ con thấy là những cái chỗ mà làm ăn của bác thầy, người ta hay cúng ra dạ, hay cúng ra cái thịt đó thầy mỗi ngày vậy đó. Mà con nghĩ là ví dụ ngày nào đó thì họ cũng đi nghỉ hè vài tuần như vậy đó thầy, người ta không cúng được vì cái những cái con linh đó thầy, người ta sẽ bị có đi theo cái người cúng như tốt không thầy? Dạ. Có một câu hỏi là có những cửa hàng tiệm á hay cúng người phúc mặt, thì lỡ ví dụ như cái người đó họ đi nghỉ hè, đi nghỉ mát thì cái vong nó có theo họ không? À, thì mình không cúng thì không biết là họ có đi theo mình đi vacation đâu gì. Nó có cái trường hợp một là mình mua vé cho họ đi theo, hai là mình gọi Viber báo cho họ biết là mình bận đi. Người xưa thường dùng cái từ á, thờ cúng thì dễ, giữ lễ thì khó, đó là cái câu người xưa hay nói. Và dĩ nhiên nói như vậy có nghĩa là không bao giờ chúng ta phủ lễ đúng. Thôi thì bây giờ để cái sự an lòng. Thật sự ra những cái gì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta hãy làm cái gì mà chúng ta cảm thấy là nó có cái sự an tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ, nhà mình có một cây cổ thụ, mình muốn đốn nó đi vì nó dơ hay nó làm cho con cái bị dị ứng. Bây giờ cái cây cổ thụ là nó lâu đời rồi, để có sự tôn trọng mình ra mình xin phép một tí. Có biết ông nào nghe không? Nhưng mình nói xong cái tự nhiên mình thấy cái tâm mình nó yên, là mình có xin phép trước khi mình chặt. Nếu như ở trong cái cây đó có những cái con trùng con gì nó ở, nó cũng nghe cái lời đó mà nó đi. Quý vị biết đó, Đức Đệ Nhị Tăng Thống của Phật giáo Việt Nam mình là Hòa Thượng Thích Nhất Nghiêm ở ngoài Huế, chùa Thiền Tôn. Ở phía sau chùa có một cái cây bùi lâu năm thì định đốn bỏ, thì Hòa Thượng nghe được, Hòa Thượng nói khoan, để đó 3 ngày sau phải đốn. Thì Ngài la đi, Ngài ra ngoài cái gốc cây đó, Ngài đứng, Ngài lâm râm. Và cái lời khấn của Ngài đơn giản thôi: chùa sắp sửa đốn cái cây này, nếu những loài nào, con trùng, côn trùng, dế gì đó, hay là các bậc nào nương cái cây này trong bao nhiêu năm qua, thì tôi xin báo cho quý vị biết là cây này sắp sửa được chặt xuống. Quý vị nghe lời tôi nói thì quý vị hãy tìm chỗ di dời để người sau không có thất lỗi với, có cái lỗi với mình. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình đặt trường hợp đó, rồi mình đặt trường hợp lại là mình cúng ông bà mình mỗi năm lần, rồi mấy trăm ngày kia ông bà ăn gì, ví dụ vậy. Thật sự tất cả đều là từ cái tấm lòng.
Bây giờ để yên lòng, nếu như mình có cái công chuyện mình phải đi thì cái ngày cúng cuối cùng mình báo, phải không? Là gia đình tôi sắp sửa đi nghỉ hè trong 2 tuần, xin quý vị cúc mặt thông cảm cho gia đình tôi. Thí dụ vậy, thật sự mình có biết họ nghe không, nhưng mà cái gì mình làm, mình có đầu có đuôi, phải không? Thì mình tự mình an lòng. Cái này là một tâm lý. Còn mình làm cái gì, ví dụ như bây giờ quý vị hôm nay chiều bận quá không có nấu cơm cho Pháp Hòa ăn được, mặc dù Pháp Hòa là khách, quý vị cũng làm ơn alo thầy tự lo, thầy em biết thân, thầy ở nhà chơi nghe, con đi chợ về liền, đi luôn không thể về, thế em nói không chơi, phải không? Còn giờ quý vị chỉ cần alo báo cho biết tiếng, gửi giấy nhắn tin về, ôi sao bây giờ Facebook nhiều gọi âm đúng xài Facebook nhỉ? Viber gửi cho. Thật sự cái đó tất cả đều là do cái, giống như có một cái chú đó, chú từ cái thành phố nhỏ lên cái thành phố lớn, chú chữa cái bệnh tim, đêm nào ông ngủ ông cũng thấy người ta bưng cái giường ông lên, hạ xuống bưng lên hạ xuống, mà suốt một tuần lễ ông nằm cái bệnh viện đó. Thì cái bữa nọ có bà lên thăm thì ông mới nói vậy đó, mày ngay lúc có bà ngồi luôn, ông nói thầy thấy nó bạn bưng con lên không, mà mình có thấy gì đâu. Nhưng mà Pháp Hòa biết là trong bệnh viện này làm sao không có những người âm. Thì Pháp Hòa chỉ nói chú về, ngày mai, hay bây giờ chú nói đi, xin quý vị hãy thông cảm, tôi chỉ tới đây dưỡng bệnh thôi. Nếu mà quý vị có nghe tôi thì quý vị chúng ta cùng phát tâm niệm Phật. Chú niệm Phật hồi đi, ổng ngồi ổng niệm Phật chứ Pháp Hòa nó yên. Rồi chiều đó ổng ngủ, mấy tuần sau ổng ngủ yên, không có gì hết. Mà cứ mỗi lần nói gì là ông nói về ông niệm Phật, vì họ cũng giống mình thôi. Cho nên cái gọi là cái gì, vô hình là gì, mình không thấy họ, mình cho là họ là vô hình. Như vô hình với ai? Với mình không thấy. Cho nên cái này cũng là một cái tâm lý thôi. Giống như hồi xưa giờ mình không bày cúng, tự nhiên giờ bày cúng, bày cúng rồi bỏ nửa chừng mình sợ, thì chỉ còn cách nữa thôi. Mình bày cũng có ai thấy ai ăn, nhưng mà vẫn bày. Thì bây giờ xin phép ngưng cúng, không biết họ có nghe không, nhưng mà có thủy có chung, có đầu có đuôi, thì tự tâm lý mình nó yên. Ai Di Đà Phật, trước khi chúng ta hồi hướng thì xin đại chúng hoan hỷ, vì còn một vài câu hỏi thì Pháp Hòa sẽ về xem lại, có gì Pháp Hòa sẽ trả lời ở những cái buổi nói chuyện khác. Vì bây giờ ở đây mình hết giờ, có một số quý vị cũng phải ra về đường quá xa, thì nãy giờ chúng ta cũng 2 tiếng rồi. Thôi thì xin trước hết là xin cảm ơn quý sư cô, đến kế đến là tất cả những Phật tử trong ban hộ trì của chùa, những Phật tử xa gần ở thuộc trì sĩ này, và có những Phật tử ở phần chỗ khác như là bên Anh, bên Phần Lan, các nước lân cận cũng qua đây sinh hoạt với Pháp Hòa trong suốt 2 ngày qua. Mong rằng chúng ta có 2 ngày hạnh phúc với nhau qua cái sự tu tập Phật Pháp của mình. Và nếu đủ duyên thì chúng ta sẽ hẹn lại một duyên nào đó, mình không biết. Và thì mong tất cả đại chúng cùng hoan hỷ. Nếu Pháp Hòa có gì sơ sót, mong quý sư cô và đại chúng hoan hỷ cho. Như là Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.